Dạ thưa thầy, trước kia con là đạo Phật, nhưng vì làm đám cưới với người công giáo nên con phải theo đạo học giáo lý. Bây giờ con đã ly hôn, vậy thì con trở về đạo Phật hay vẫn giữ đạo công giáo? Câu này mà hỏi nhầm thầy chùa thì trở về. Hỏi thầy chùa kiểu trở về chứ không. Thưa đại chúng, quý vị có trở về cũng không sao, bởi vì thủy chung lá rụng là bè cội, nước chảy thì bè nguồn. Và cái thứ hai nữa, những gì mặc dù xưa nay mình đi theo là tại vì mình lấy chồng, nhưng bây giờ mình không còn một cái quan hệ thì mình trở về với nhà mình thì cũng có sao đâu. Nhà mình thì mình về ai cấm chứ không sao hết. Ngày hôm qua thời gian ở bên Đức, cô Hoàng có gặp một đạo hữu, ông là đạo Chúa nhưng ông lấy vợ đạo Phật, nhưng mà đặc biệt là ông không có ép vợ ông phải theo ông. Ông nói một câu rất hay: nếu bắt vợ tôi phải bỏ một cái tâm linh ngàn đời để đổi lấy một thứ tình yêu thì tôi không làm. Bởi cái tâm linh nó phải sâu sắc hơn cái tình yêu trai gái gọi là nhất thời chứ. Rồi bây giờ lỡ đời sống gia vợ chồng tôi không hạnh phúc rồi vợ tôi làm gì? Cho nên ông là một người đạo Chúa nhưng ông có cái nhìn sâu sắc. Không thể lấy bất cứ một cái gì dù là tiền của tình yêu để đổi chác lấy tâm hồn, tâm linh và niềm tin của người khác, đức tin của họ, điều đó không hay đâu. Nếu mà mình có thành tựu đi nữa thì cái thành tựu đó là gì? Đó là sự đổi chác. Hay nói một cách khác là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì thi ơn có cầu báo là có mưu đồ. Đạo hữu đó, ông đến ông thăm Pháp Hòa đàng hoàng, ông giới thiệu: tôi là đạo Chúa, hàng ngày vợ tôi nghe thầy và tôi cũng nghe, hôm nay biết thầy đến thăm. Và khi đám cưới là dứt khoát vợ cứ đi chùa, và anh cũng đi nhà thờ, không có đụng chạm và rất hạnh phúc, vui vẻ với nhau. Vì ông nói rằng không thể lấy cái tâm linh từ truyền thống tổ tiên của người ta mà đánh đổi đi một cái tình yêu đơn giản như vậy. Cho nên cô có trở về cũng được cái sao. Ví dụ mà sợ, nói là trời ơi con làm vậy sợ Chúa buồn, Chúa phạt. Nếu Chúa mà phạt cái vụ này cũng được đâu, tại Chúa lòng từ của Chúa nó rộng lớn chứ, Chúa đâu có rảnh đâu mà bị phạt mới lạc quạt. Đứa nào giữ đứa nào không. Vợ chồng là duyên nợ, nhưng khi sống với nhau không hợp nhưng vẫn sống với nhau vì con cái thì có phải là nghiệp nghiệp không á? Và sự chịu đựng một con người thì đó có phải là mình đang tự đang tu tâm hay không? Thật sự ra thì mình nghĩ đó là nghiệp cũng được, nhưng mà nếu mình nghĩ đó là nghiệp thì nó mới mức độ ít ít thôi. Bây giờ mình tăng độ lên, tu là tiến lên. Hãy đừng nghĩ nó là nghiệp mà đó là nguyện. Cái này Phật giáo gọi là chuyển nghiệp thành nguyện. Mà cái gì mình làm bằng nguyện á thì mình sẽ làm vui vẻ, hạnh phúc, kiên cường, không than, không trách mà vui vẻ bằng lòng. Ví dụ nha, hôm nay quý vị mời Pháp Hòa đến đây rồi Pháp Hòa không thích đi mà phải đi,
thiệt đúng là cái điệp của tôi. Thì ngủ lên dậy cũng không thoải mái. Nhưng mà nếu là đây là cái nguyện, cái nguyện là mình đến nơi nào mà thời gian mình có, sức khỏe mình có, mà người ta có nhu cầu, ba cái có nó dẹp được cái không. Có sức khỏe, có thời gian và người ta có nhu cầu mà mình còn nói được thì có gì đâu khổ. Thì đó là nguyện, chuyển nghiệp thành nguyện. Không phải chỉ việc một việc vợ chồng, ngay cả khi mình bệnh. Ví dụ bây giờ mình qua một cơn tai biến, mình không còn đi đứng khỏe mạnh như bình thường, thì thay vì mình ngồi mình nói trời ơi nghiệp, thì cái nghiệp nó đè mình dữ lắm. Đây là nguyện. Nguyện gì? Nguyện thị hiện cái tướng bệnh để cho mọi người thấy bệnh là một sự thật với tất cả con người. Và nguyện sao nữa? Bệnh mà tu, vậy thì thân bệnh mà tâm không bệnh. Còn nếu mình nói là mình vì con cái cũng được nữa, tại vì mình phải đời sống là phải có hy sinh. Cái đức hy sinh cũng giống như một người thầy á, thường hay nói thế gian á, Phật dạy có bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bạn bè và ơn chúng sanh. Mình có thể tạo thêm một ơn là ơn đệ tử. Nhờ đệ tử là mình tiến tu, mình tiến bộ, mình được nuôi dưỡng trong sự tu hành. Cho nên á, tùy theo cái tâm quán chiếu, như đạo hữu hỏi là có như vậy có phải là tu tâm không đó? Dạ đúng. Nếu mình có tu cái tâm mình á, thì cái tâm mình nó không ở cái mức độ khổ lụy, mình đưa cái tâm mình hướng thượng thì tự nhiên mọi việc nó thượng, nó đẹp và nó hạnh phúc. Mà thử hỏi bây giờ á, ở trên đời này á, có cái gì mà mình bằng lòng 100% không? Thậm chí quý vị đi mua một cái áo nha, cái áo nó hơi dài nhưng mà tại tôi thích kiểu, cái áo này kiểu đẹp mà cái màu tôi không mấy thích, cái kiểu này đẹp mà cái nút nảy đơn tôi không mấy gì hả? Quý vị để ý, phần lớn mình mua mình sắm một cái gì đó, mình lấy cái gì mình thích đó, làm cái hơn, cái phần hơn để mình có thể chấp nhận. Quý vị đi mua một cái CD nhạc, cái CD đó có bản mình thích à, nhưng mà rốt cuộc mình phải bỏ tiền mua cả một dĩa, tại vì trong đó có một bản mình thích. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, nếu chúng ta đi tìm cái toàn, cái hoàn hảo, không bao giờ chúng ta có được. Và thôi thì chúng ta cứ chấp nhận cái gì nó khả dĩ hơn để chúng ta vui mà sống. Ví dụ như quý vị đấy, trời ơi, ai mà ở California là hạnh phúc nhất, ở xứ này coi vậy chứ thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà hỏi quý vị California thật hạnh phúc 100% không? Cũng chắc chưa chắc. Động đất rồi, ví dụ bên đó mình nói qua đây mình có chỗ được phái nhất là bơ sữa nước Pháp, bánh mì nước Pháp, ví dụ vậy. Cho nên ở đâu nó cũng có những cái khó mà phải cái không có. Pháp Hòa nhận rất nhiều những cái phone của Phật tử: thầy ơi, ông chồng có cái gì cũng được hết, giặt có một cái ông hay la không? Nhiều khi Pháp Hòa nói bây giờ không lẽ bây giờ ổng hay la mình rồi mình bỏ ổng. Rồi ta hỏi lý do nào chị bỏ nó là ổng hay la. Có nhiều khi không lẽ vì một cái chuyện đó rất là nhỏ trong cuộc sống bình thường, cứ đi lặp lại rồi không lẽ ly dị. Cho nên thôi thì bây giờ quý vị cứ đã là vợ chồng thì nhất định là sẽ có, đã có duyên. Và đã có duyên thì thôi mình học Phật rồi, mình biết chấp nhận, biết chuyển hóa. Và thưa đại chúng, nếu mà đã là nghiệp ha, nếu mà nói trên phương diện nghiệp, còn nghiệp chạy cũng thoát, mà hết nghiệp khỏi đuổi nó cũng đi, nó rõ là vậy.
giống như ở đây vậy đó, còn nợ coi thiếu đồng cứ gửi giấy đòi hoài, trả dư đồng nó gửi trả về nói anh chị đã trả nhà băng, trả hết tiền nợ nhưng mà dư đồng trả lại, cho nên nhân quả không bằng. Nhiều khi đời này mình thấy mình không có làm ác gì đâu, tại sao như vậy? Thì thôi bây giờ đó, thì nếu mà đã biết tu rồi thì Pháp Hòa hay nói người biết chạy thì lo gì phải lùi lại đi bộ. Mình biết chạy rồi thì thôi đi bộ đồng hành. Nhiều khi đây là một chúng sanh cần mình độ, mình nói mình đi phổ độ chúng sanh, giờ đó thôi giờ trước hết là độ một chúng sanh này trước đi. Rồi chưa nói là chúng sanh trong người mình nha, tự tánh chúng sanh của mình á, bởi vì khi mình phát nguyện nó có hai dạng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà ngược lại nó có, đối lại nó có câu tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là số lượng chúng sanh ở bên ngoài, tự tánh chúng sanh chính là phiền não của mình. Vậy thì mình có hai chúng sanh để độ, chúng sanh ở bên ngoài và chúng sanh ở bên trong. Độ hai dạng chúng sanh này đến bờ niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Cũng giống như có bao giờ hôm nào mình lỡ mình định cái mặt mình nó giỏi quá, bữa nay ăn ngon quá, chuyện mình đói bụng là mình phải ăn thôi. Rồi mình, con của mình nấu cho nó ăn, mà có bao giờ mình khổ lụy gì đâu, mình có tính sổ tính gì đâu đó. Giống như y như vậy, mình đổ một chúng sanh bên ngoài cũng giống như mình nấu cơm cho con mình ăn, cho chồng mình ăn mà không hề đi sổ. Hoặc là bữa nào mình đói mình tự ăn cũng chẳng hề đi sổ. Mình ăn không ghi sổ thì phải độ người cũng không cần ghi sổ. Mà thưa đại chúng, cái khổ của mình so với cái thế giới vũ trụ đau khổ này chẳng là gì. Bây giờ Pháp Hòa tặng quý vị này một câu này: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi. Lấy câu nói bỏ tới, nếu mà nói cái khổ của chúng sanh trên cái quả địa cầu này á, cái khổ mình chẳng là bao hết, bất quá mình chỉ khổ có một ông chồng, còn em khổ với má chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng, ví dụ vậy. Có những người, người ta đâu phải chỉ khổ chồng không đâu, mà ta còn khổ cả cái gia đình chồng, hoặc là ta khổ cả người ta đứng ở giữa, khổ bên nhà chồng rồi ta khổ luôn cái gia đình ruột thịt của người ta. Gia đình ruột thịt thì mắng xả, nói mình ngu dại để cho gia đình chồng ăn hiếp đâu, rồi mình về gia đình chồng thì gia đình mắng mình đó là nghe lời gia đình mình, để rồi về có những thái độ như thế này thế nọ, khổ lắm. Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát đó nha. Mình ở xứ này mình khổ, nhưng mà bất quá khổ cái tâm, mà khổ cái thân cũng có, bơ sữa vẫn có mỗi ngày. Có những người ở Việt Nam, ở vùng quê, trồng rượu chè, cờ bạc, con đá gà, cua ngựa, đổ nợ tùm lum, nợ đi tứ phía, nhà cơm không có ăn, chồng thì rượu sáng xỉn chiều say, con tối la nai mai làm nữa. Họ than với ai? Họ kêu trời không thấu. Mình ở đây còn có phương tiện internet thì viết giấy hỏi thầy. Họ một tờ giấy cũng không có, một cái viết cũng không có, điện thoại cũng không có, họ hỏi với ai? Thôi thì cứ lấy cái khổ của mình, rồi lấy cái khổ của ngàn chúng sanh xung quanh mình để làm niềm an ủi cho mình. Hay nói một cách khác, mình có khổ như vậy mình mới thẩm thấu được cái khổ của chúng sanh, từ đó lòng từ bi mình lớn nha. Càng khổ lòng từ bi phải càng lớn, như vậy gọi là giải nghiệp. Còn nhiều khi mình khổ quá cái mình ganh, tại sao cái nhà đó nó được như vậy, trời kìa nó xấu mắt hơn tôi, mình hạnh phúc nhà đó không có giải được nghiệp. Càng khổ thì mình lòng từ bi mình càng lớn. Kính thưa thầy, tại sao trước khi dùng bữa ăn phải chờ đánh 3 tiếng tu? Nếu mình không chờ thì cứ ăn.
không có sao đó. Để đại chúng là thật sự ra cái này là một cái hình thức để nhắc nhở chúng ta, mình đã đến với một đại chúng thì mình cùng tu, cùng học, cùng ăn. Và đồng thời khi mà có một tiếng chuông như vậy thì nhắc nhở mình ăn trong chánh niệm, ăn trong cái sự an vui, tĩnh lặng. Vậy thôi. Thì mình không muốn 3 tiếng thì mai mốt quý thầy sẽ thỉnh 9 tiếng. Nếu một người tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà tâm còn thị phi ganh ghét thì lúc lâm chung có được về tịnh độ hay không? Nhưng nếu người đó không được về tịnh độ mà thỉnh quý thầy về cầu siêu thì người có được siêu thoát hay không? Chà, đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì dĩ nhiên hỏi tức là trả lời. Ở đời cái gì nó cũng phải cả hai, tâm và cảnh nó phải tương đồng. Ví dụ như miệng mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ Phật thì sao nó tương đồng? Tâm mình không nhớ kinh nhớ Phật, thỉnh thầy tới tụng mình chả biết gì hết luôn. Cho nên mình tâm mình hàng ngày phải có niệm Phật, phải tụng kinh. Có một ví dụ nha. Thí dụ bây giờ đại chúng ở đây phụ cái bài nguyện đem công đức này không? Rồi hôm nào quý vị có nhớ rồi, quý vị có thuộc rồi, cho nên pháp hòa hay quý thầy chỉ cần tới nguyện đem cái bình ứng liền công đức này, tức là tâm mình phải có cái đó, thì khi người khác tới trợ duyên hai cái tâm mình nó tương ứng thì nó đủ lực nó đẩy mình đi. Ví dụ như là quý thầy vừa bắt nguyện đem cái bài thay gì chữ công đức, nguyện đem tiền của bỏ mua nhà bán mình cũng cứ dặn con cái hoài, con như tiền bỏ ban hết nha con, lúc này cướp dữ lắm nha con. Tức là tâm mình nó phải có cái câu gì thì khi người ta đến ta trợ lực nó mới tương ứng, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị đã từng nghe cải lương và quý vị biết cái cách xuống giọng của cải lương, thật sự rằng ta tội ta ca lên là mình biết liền. Ví dụ như bây giờ mình hát trong công mẹ sinh con di bằng năm biển lớn. Không thuộc nhưng mà biết lớn. Tại vì mình biết cái cách đó rồi, không? Mình biết cái cách đó. Công mẹ sinh con viết bằng năm biển lớn. Chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, cái lòng mẹ thương con vốn không tận không tù. Cái tâm mình nó phải có cái câu kinh đó, thì người ta tụng nó mới tương ứng. Cho nên hàng ngày á, mình tụng mà tâm đó, chữ kinh, lời kinh nó không thấm vô tâm thì người ta tụng nó không có tương đồng. Cho quý vị muốn vãng sanh cực lạc thì tâm cực lạc và miệng cực lạc nó phải tương đồng. Thưa đại chúng, cảnh sẽ chuyển nếu tâm mình chuyển. Tâm chuyển, cảnh sẽ chuyển. Đa số chúng ta lấy cảnh chuyển tâm. Để ý không phải. Nhìn cái cảnh vui cái mình vui, cảnh buồn mình buồn. Mà nếu mà tâm mình vui rồi thì cảnh buồn nó cũng vui. Cảnh trả nghiệp nhưng mà tâm mình không hề bị cái chữ trả nghiệp nó khổ mình. Cho nên tâm chuyển là cảnh chuyển. Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm mình có tịnh thì tịnh độ mình sẽ được về. Thưa quý vị ráng câu nữa thôi. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi liên quan đến việc làm hàng ngày. Là một Phật tử, chúng con cũng hiểu được tội phước trong cuộc sống nên làm và nên tránh, nhưng đa phần chúng con đều có việc làm liên quan đến nhà hàng.
thì không thể nào tránh khỏi việc đụng vào mạng chúng sanh. Muốn đổi việc làm thì cũng không dễ gì. Vậy xin thầy quan hỷ chỉ cho con làm thế nào để cuộc sống được nhẹ nhàng bình an. Cái câu hỏi nó thiết thực, không phải chỉ riêng việc làm nhà hàng, tất cả các công việc nếu mà chúng ta gọi là chấp trước và để chúng ta đi tìm tòi từng chi tiết đó, thì không có việc làm nào mà chúng ta dám đụng hết. Phong vào ví dụ hôm nay có những vị lái xe từ 4 giờ sáng ví dụ đi lên đây để nghe pháp, mục đích quý vị đi nghe pháp, đi nghe chùa, đi chùa ăn, nhưng mà trên đường đi rất nhiều những cái con thiêu thân nó lao vào trong cái xe mình đó chứ. Vậy thì mình đi chùa nhưng mà cũng trong chút đó có chút chút của nghiệp sát không? Rồi đây tôi mở nhà hàng chay, tôi bán nhà hàng chay, nhưng mà mình đâu có liên quan tới sinh mạng chúng sanh. Nhưng mà xào rau, nấu rau có phải cắt cọng rau không? Nó cũng có một chút trong đó. Cho nên thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta, cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không có gì tuyệt. Chỉ làm sao trong cái từ tương đối này chúng ta chỉ đủ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống con người hàng ngày, có ăn có mặc, giúp đỡ người thân. Nhưng mà so ra cho dù mình làm những công việc như là làm nhà hàng gọi là sát sanh, và một việc làm không hề sát sanh, ví dụ như bán xì ke ma túy, nó cũng là một dạng không lành. Nếu mà nói là không lành thì trên thế gian này việc nào cũng có chút chết tội lỗi trong đó. Nhưng thôi thì bây giờ chúng ta cứ hiểu, đã là con người ở trong đời sống này thì khó tránh cái gì gọi là tuyệt vọng. Chúng ta cứ làm cái gì trong cái tương lai. Tuy mình làm nhà hàng nhưng chúng ta vẫn làm một cách công khai, chính đáng, có đóng thuế, có đăng ký, có vệ sinh, hết lòng. Ví dụ mình nấu một món ăn, mình hãy nấu cho người thực khách ăn giống như mình nấu cho chính mình ăn là thiện. Mình trang trí một cái dĩa thức ăn, mình thích người ta trang trí để service mình người như thế nào, mình cũng trang trí dĩa ăn đó như vậy gọi là thiện. Đừng có lương lặng ở trong cái vấn đề làm việc của mình, dù bất cứ tình huống nào thì thiện nó cũng trở thành ra cái không thiện. Vậy thôi. Cuộc sống mà, ví dụ bây giờ nếu như bắt buộc mọi người phải hoàn hảo thì chắc không kiếm được mấy người có thể tu 100% đâu. Ví dụ như bây giờ ở cái làng đó người ta sống về cái nghề đánh cá, là không lẽ ta không được tu. Rồi thí dụ bây giờ trong năm giới người ta có thể không giữ được cái giới thứ nhất, nhưng mà ít ra bốn giới kia ta còn tu. Quý vị thấy không ạ? Cho nên yên tâm việc này. Nói như vậy không phải là khuyến khích, nhưng mà chỉ để cho đại chúng biết rằng trong cuộc sống nếu cái gì chúng ta không thể khác hơn nữa thì chúng ta hãy làm nó trong cái thiện tối thiểu hay là cực kỳ mà mình có thể làm. Ví dụ như có một lần Phật tử hỏi Pháp Hòa là trốn thuế được không? Không lẽ về giữa buổi giảng mới được. Nhưng mà Pháp Hòa có cách là nói như thế này, mà thưa đại chúng là cái suy nghĩ Pháp Hòa là quý vị cứ đóng thuế đi, thay vì quý vị trốn thuế để rồi quý vị lấy cái tiền đó quý vị làm từ thiện. Nhưng nếu quý vị suy nghĩ kỹ, cái tiền thuế quý vị là đang làm từ thiện là quý vị sẽ nhẹ nhàng. Chính phủ ở nước này, ở tất cả các xứ tự do này lấy thuế của mình để làm gì? Chẳng qua là để lo cho những người dân khác. Chẳng hạn như là làm đường nè, những người bệnh tật không đi làm được nè, bệnh viện nhà thương là quý vị biết bệnh viện mỗi ngày chi bao nhiêu triệu. Có những cái ca bệnh, có những ca bệnh Pháp Hòa có những người Phật tử làm ở trong
ở trong bệnh viện họ nói là thầy biết có những người bệnh một ngày chính phủ chi 1 triệu cho cái người bệnh nhân đó, có người một ngày chi mấy trăm ngàn cho bệnh nhân đó, tất cả những cái đó chính phủ trả hết. Vậy thì cái đóng thuế của mình, thứ nhất là mình làm đúng luật lệ của chính phủ ban hành của cái đất nước đó, cái thứ hai là mình đã làm từ thiện một cách gián tiếp mà mình không biết. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ như á, bây giờ là Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa đi nhãn rồi mình đi máy bay, thì quý vị thấy trong quá trình người ta tạo ra máy bay, hay là bay trên không, hoặc là đi đi làm xăng dầu, tất cả đều có những cái sự liên hệ, thậm chí còn hy sinh con vật này con vật kia, thành thử ra mình khó mà trách được cái gọi là tuyệt đối lắm. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta cứ làm cái gì và chúng ta thấy rằng trong cái khả năng của mình, trong hoàn cảnh của mình, nhưng mình cố gắng hoàn hảo cái công việc đó, như vậy là tốt. Có những cái ca quý vị đọc trên báo, có những bác sĩ đã lợi dụng bệnh nhân và bao nhiêu cái ca, rồi cuối cùng cũng bị phát hiện và bị phạt, bị tù tội vân vân. Ở trong nó liên hệ đến cái việc này là một cái người hỏi cái vấn đề biết đủ, nói rằng nếu mà mình tu để đến cái chỗ tuệ giác mình sanh rồi mình có đủ rồi mình không làm gì nữa hết thì phát xã hội chẳng tiến. Thưa đại chúng, có không? Cái chữ đủ ở đây là gì? Đủ theo khả năng của mình, mà đừng làm cái gì nó quá cái khả năng của mình. Ví dụ một em học sinh nó có khả năng nó học tới tiến sĩ, thạc sĩ vân vân thì nó cứ học chứ, đâu phải nó biết đủ với mình nó thôi, lớp 12 đủ rồi. Nếu khả năng nó học được là nó khả năng mình làm được gì mình làm, nhưng mà nhớ làm trong khả năng chứ không phải làm cái gì mà nó để vượt qua cái khả năng của mình, chứ không có gì gọi là không phát triển hết. Nói cái này rồi thưa đại chúng như thế này để đại chúng thông cảm. Thí dụ như có một vị thầy, thầy đó đi tu, nhưng mà cái hạnh nguyện của thầy đó, thầy có một cái phước, cái duyên là thầy có thể xây dựng nhiều cái cơ quan từ thiện xã hội. Rồi mình thầy đó không có lo tu hành gì, cứ lo làm các cái chuyện xã hội. Nhưng mà nếu như mà ai cũng nói với mình nó hỏi tu làm sao, là phải đóng cửa, phải đi trong chánh niệm rồi từ từ rồi vậy đó, ví dụ, thì như vậy là không đúng. Tại vì Phật giáo là đa hạnh, có những thầy người ta phát triển, người ta có cái phước, cái duyên và cái nguyện, đâu phải ai nguyện cũng được nguyện, nhưng mà nếu mình nguyện mà đúng lúc là mình cũng có cái duyên phước ở cái đó, thì tự nhiên tất cả nó phối hợp một cách nhẹ nhàng, nó đưa cái vấn đề đó lên. Và tiền của mình cũng bao nhiêu hãy đưa vào trong công việc từ thiện xã hội đó, thì cái đó cũng là cái tốt chứ có sao. Rồi giờ có những vị người ta có tiền, người ta không làm gì ngoài chuyện cất chùa cũng không sao, tại vì cất chùa còn hơn là đem tiền để làm việc khác không đúng với chánh pháp. Thời mình không xài thì thời sao ta có không sao. Cho nên á, hôm nào Pháp Hòa sẽ có một bài nói chuyện 20 khoa trong Phật giáo, để cho người Phật tử chúng ta có một cái nhìn rộng rãi về tất cả các cái bộ mặt phụng sự của Phật pháp, rồi từ đó tâm mình mở ra. Và quý vị thưa đại chúng, tất cả những cách tu của mình, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tụng ngồi thiền, tất cả những cái gì chúng ta làm mà nghe pháp luôn, cũng không ngoài một cái mục đích là để cho chúng ta, tâm của chúng ta nhẹ ra với tất cả những sự dính mắc của mình. Cái khổ nhất của chúng sanh đó là chấp trước, cái hạnh phúc nhất của chúng sanh đó là sự buông bỏ mọi chấp trước để tâm mình được an lạc. Vậy thì cái khổ của chúng sanh là ở chỗ chấp trước, dính mắc, phiền muộn, mà hãy biết thông cảm thì cái gì nó cũng xong.
trên cuộc đời rất cần sự thông cảm. Chỉ cần mình có sự thông cảm, ví dụ như ban tổ chức hôm nay chưa bao giờ làm, lần đầu tiên làm, mà lần đầu tiên là chắc chắn có sơ sót. Cho dù làm trăm lần, ngàn lần, nhưng không lần nào mà hoàn hảo, bởi vì trong mọi pháp phải có một chỗ khuyết. Mà chúng ta phải lấy cái thành tựu phần lớn để chúng ta nhẹ đi cái khuyết, là tự nhiên việc gì nó có sẵn. Và cái chỉ cần một thông cảm thôi, đó là sức mạnh làm cho cái ban tổ chức người ta phấn chiến, người ta đi tâm. Cho nên một hành giả, chúng ta nhớ là chúng ta là hành giả chứ không phải là học giả. Hành giả tức là người ứng dụng lời dạy chúng ta sống. Còn học giả là lên thuyết trình một bài toán, vân vân. Tất cả người con Phật của chúng ta, nếu có học, học giả thôi, học là một, định học thiệt. Thế mà chúng ta dĩ nhiên là phải là học giả, nhưng mình hãy là hành giả nhiều hơn là một học giả. Và khi mà mình là một hành giả rồi thì tự nhiên mình sẽ đến được cái bến bờ an vui dễ dàng. Như là Phật. Thưa hồi sáng thì thầy có giảng về chánh pháp, chúng pháp và mạt pháp. Thì con xin vắn tắt là cái phần tướng pháp bây giờ, tức là có nghĩa là có nhiều chùa chiền nhưng mà thiếu chánh pháp. Thì xin thầy chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con phải có cái tâm như thế nào để mà tới chùa để tạo thành chánh pháp ở ngôi tam bảo. A Di Đà Phật. Hồi sáng mình có nhắc tới ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì câu hỏi là nếu như mình đến một nơi nào đó có chùa viện mà thiếu chánh pháp thì mình phải làm gì? Thưa đại chúng, cái bài này Pháp Hòa có nói hôm bữa thứ sáu ở tại tu viện Thiện Hòa Bình Đức. Rồi mai mốt quý vị nghe lại thì quý vị sẽ ứng dụng những cái đó để làm cho chánh pháp tương thịnh. Bên cạnh đó, nếu quý vị muốn biết rằng thật sự có mạt pháp không, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện cách đây mấy năm có cái đề tựa là chánh pháp và mạt pháp. Trong đó Đức Thế Tôn và Chư Tổ có nói 5 điều để cho chúng ta xác định rằng chưa phải gọi là mạt pháp. Bên cạnh đó, mỗi người cư sĩ của chúng ta chỉ cần tu tập 5 giới một cách tinh tấn thì chánh pháp không mất. Ví dụ về thân thì có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Về miệng là giới nói dối. Giới nói dối là nói gọn, chứ thật sự giới đó nó có 4 điều. Thứ nhất, đừng có thiêu dệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đừng đâm thọc đầu này đầu kia. Đừng nói lời ác ôn, tức là chửi rủa mắng xả. Đừng có nói những lời vô ích. Chỉ cái miệng giữ 4 giới này thôi, cái chùa đó cũng thịnh, chứ đừng nói là những cái khác. Sở dĩ bao nhiêu thị phi buồn phiền trong cộng đồng, trong hội đoàn, trong chùa chiền nó lan tỏa là gì? Mỗi người nói mỗi cách. Có người thì chuyện có nói không, chuyện không nói có. Có người thì đâm bì thóc, thọc bì gạo. Có người thì chửi rủa mắng xả. Có người thì nói toàn những lời vô ích. Lời vô ích làm sao? Cái chuyện đó đâu có lợi ích gì đâu, phải nói tới nói lui. Và cũng cứ đi lặt tới lặt lui, rồi form, rồi hỏi, rồi email, rồi truyền bá, cho nên mới có chuyện, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và tượng trưng cho 5 giới. Nếu như 5 châu này mà giữ được 5 giới
thì chúng ta sẽ có một tổng thể hòa hợp an tịnh bằng năm cái màu ở dưới. Quý vị thấy cái hình ảnh lá cờ và nói ha, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, ở dưới này có năm cái màu tổng hợp. Nếu năm châu giữ năm giới thì thế giới đại đồng. Cho nên đó, cộng đồng người Việt hay là hội Phật tử với nhau, mỗi người tự ý thức năm giới của mình giữ thì không có chuyện gì hết. Hào quang của Phật có năm màu, lấy năm cái màu đó ra để biến thành cái cờ Phật giáo. Rồi mỗi một lá cờ đó là mỗi con người của chúng ta. Màu xanh là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, màu cam là tủy, tổng thể của một con người. Nếu mỗi một con người mà ứng dụng được năm điều của Phật dạy, rồi bây giờ nói ra cái giới thứ năm. Nếu chúng ta có chánh niệm ăn uống để đừng có làm cho sức khỏe thân thể đau bệnh, nếu chúng ta có chánh niệm tiếp xúc phim ảnh sách báo tin tức chuyện trò thì làm gì có chuyện phiền não trong cộng đồng. Chỉ còn có chánh niệm thôi, nghe điều cần nghe, bỏ quên những điều cần bỏ, thì chánh pháp không có mất. Bởi vì chánh pháp là lời dạy của Phật, mạt pháp là do chúng ta quên nó, chứ còn chánh pháp không có mất. Năm giới này muôn đời nó vẫn là chân lý. Giới một con người chết rồi không còn gì nữa hết, khỏi năm giới. Ngày nào có người còn sống, năm giới nó còn có mặt. Cho nên trong kinh mới hỏi thiên đường ở đâu, địa ngục ở đâu. Một vị trả lời: ngày này nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Chúng sanh mà chuyển tâm chúng sanh, nơi đó là thiên đường. Nơi nào còn chúng sanh nghĩa là gì? Hễ còn chúng sanh là còn tham sân si, và còn tham sân si là còn địa ngục. Cho nên chữ chùa nghĩa là gì? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lan. Vậy thì già lan hay tự hay chùa nghĩa gì? Chư tổ định nghĩa tự hay là chùa nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ, vĩnh viễn xa lìa cái xấu ác, gần gũi cái thiện lành. Ở trên chùa, xây chùa, chùa nào cũng xây cái chánh điện thiệt lớn gọi là chánh điện, nhưng mà không có mấy người chịu lên chánh điện đâu, đi xuống chánh điện có mấy cái lò ở dưới đó mới chánh điện á. Tại vì thấy cái chùa mà nó thịnh là do ở dưới cái bếp á, mà nó tan nát cái chùa cũng cái bếp. Thí dụ như ta lên ta lại Phật ba lại rồi ta cũng chui xuống bếp. Rồi ta nghe pháp xong ta cũng đi xuống bếp. Trên cái bếp nó quan trọng lắm. Quý vị nào mà thương chùa đó, mà mình ở dưới bếp nhiều, thêm chút nhẫn, thêm chút nhịn, thêm chút nhường, nhẫn nhục nhịn nhường, khiêm cung lễ độ, mấy cái món đó phải có trong tủ lạnh. Còn là ba ngô, broccoli, con cải trắng, con cải xanh là phụ. Cái hũ gia vị đó mà có mà rắc vô hết các món ăn, yên lắm. Có quà có làm cái bài thiền nấu ăn. Khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh,
Vì sao? Câu thứ tư, vì mình giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ bắt đầu nấu ăn nè. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bỏ nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Nếu mà mình xây nhiễm tàu hũ để dồn khổ oan, thì phải nhớ là mình đang xây nhiễm những kiêu căng buồn giận. Mình đang nấu đậu xanh để nó sôi, nó nhừ, để mình làm bánh, rồi thỉnh thoảng bọt nó lên đó. Mình hớt bọt thì nhớ là vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Còn nếu mình có dặn lửa kho riêu riêu cho đồ ăn nó thấm nó ngon đó, thì phải kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Mình cắt, mình gọt, mình băm, mình chặt gì đó, phải không? Mình hãy sắc gọt những cái phiền não vô minh đó. Mình buông bức mới cơm cho người ta ăn, với một dĩa đầy vung dậy, gọi là gì? Xới những bát cơm vung hạt hòa bình. Mà có cơm mà nấu được như vậy, gọi là cơm chánh niệm đó, thì người ăn mới an lạc. Mình nấu cơm hạnh phúc ngon, người ta tới mà xin thêm chén nữa, nó làm gì ăn dữ vậy? Người ta tự ái, người ta đi về liền. Thưa đại chúng, chánh pháp hay mạt pháp tùy theo cái mức độ tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã xác định không ai dẹp được hay là tiêu diệt được Phật giáo, đạo Phật. Chỉ những người đệ tử Phật tự mình dẹp mình với nhau. Một trong những cách thoát hòa tư duy để mình qua được những cái phiền muộn, mình luôn luôn nghĩ đến người sau. Mình làm vậy nè, thỏa mãn cái phiền não của mình trong lúc này, rồi cái đám con cháu mình tương lai nó đi đâu, nó về đâu, mình giành được cái chỗ này rồi không ai tới hết, rồi ai đi, rồi con cái mình nó về đó. Mỗi lần Pháp Hòa nghĩ như vậy thì Pháp Hòa nhẹ được đi những cái phiền não. Pháp Hòa vẫn là một con người vẫn còn đang từng bước tập tu. Và khi mình đi ra mình làm đạo, đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mát. Đâu phải mình đi tới đâu người ta cũng kính trọng mình đâu. Nhưng đừng để những cái đó nó làm cái chánh của đời mình, thì tự nhiên lòng mình nhẹ và mình thấy rằng những gì mình đang làm chẳng qua vì người sao mà làm. Cực khổ cỡ nào mình cũng chịu được. Và thậm chí mình tạm dụng câu đó, nhục cỡ nào mình cũng ráng được. Nhưng mà thiệt sự không có nhục, nhịn được mà nhục gì? Không nhịn mới nhục. Không nhịn rồi la hó ung sùng, nói thô, nói sai, nó mới nhục. Chứ còn mình nhìn được, ta thấy cái đẹp của người im lặng. Cho nên Đức Phật ai chửi Phật, Phật im, Phật có nói. Tại vì nói ra nó mất đẹp. Nãy Như Lai ngồi về thuyết pháp, tự nhiên giờ Như Lai về. Sao Như Lai dễ đổi quá. Nãy Như Lai về, bây giờ sao Như Lai về. Mình nhìn được mà không có nhục, không nhìn mới nhục. Có nhiều vị mới nói trời ơi sao thầy hay quá, thầy đứng được vậy gặp con là chết. Nó mình nói để làm gì, nó đâu có lợi lạc gì đâu. Mà quý vị cứ để ý coi, mình im rồi
một ngày yên, hai ngày yên, sống yên gió lành. Sống đời nó đã mệt rồi mà tự mình quậy sống nữa, khổ lắm. Mà mình được quậy nhiêu, sức mình quậy bao nhiêu sống, bấm quá dài cũng bỏ chơi cho vui. Chứ sức mình làm sao quậy nên sống. Chỉ có gió quát phong nó mới thổi sống được thôi, còn sức mình làm được đâu. Đừng có nhọc tâm, thôi cứ để mọi việc nó là nước đi cho nó khỏe. Sống cũng là nước, bản thể của sống vẫn là nước, nhưng chẳng qua một cơn gió bát phong nó thổi tới thì nó nhồi lên, mình gọi nó sống. Chứ khi gió nó dừng rồi nó nằm xuống thì sống vẫn là nước. Thì tại sao mình không làm nước đi cho nó khỏe, ham chi làm những con sống mà ai nghe sống ta cũng ớn sinh sống. Xin hỏi thầy, tượng Đức Phật Thích Ca lúc nào họ cũng tạc tượng Đức Phật có tóc quấn, tức là loạn loạn á. Tục thế pháp quy y, thế pháp chứ thể thế pháp, thì thế pháp quy y có thể bắt đầu từ ngày Đức Phật còn tại thế hay không, hay chỉ là có sau ngày Đức Phật nhập diệt? Câu hỏi này cũng hay, mình cần phải biết. Thưa đại chúng, từ thời Đức Phật, Đức Phật cũng đã quy định là người xuất gia phải cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà tại sao đặc biệt là khi người ta làm hình Đức Phật thì Phật không có cạo đầu như quý thầy, mà tên tóc Phật có quấn tóc đó? Bởi vì khi chúng ta nói đến Đức Phật thì chúng ta cố gắng diễn đạt cái hình tượng Đức Phật bằng 32 tướng mà chúng ta có thể biểu lộ được trên thân tướng của tượng Phật. Và bằng ví dụ, một trong 32 tướng Phật là Phật có 40 cái răng, phần lớn con người mình là 32. Nhưng mà nếu mà làm một cái tượng Phật mà để cho đủ 40 cái răng, không để làm gì để mình lợi mình đếm 40 cái răng. Nếu mà Phật hoàn thiện thì quý vị có được không? Cho nên cái gì trên thân tướng của Phật bằng cái mình có thể biểu lộ được thì mình làm. Thì một trong 32 tướng là tóc của Phật xoắn như những con ốc, thì người ta làm cái đó để biểu lộ lên một trong 32 tướng của Đức Phật. Vì Đức Phật có lỗ tai dài là một tướng, môi dày hai tướng, mũi cao ba tướng, tóc quấn bốn tướng, trên đầu hơi cao cái đảnh chút năm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà nói cái đảnh cao thì cũng phải khá khá để mình nhìn như vậy, chứ không chứ nhiều chỗ ta làm nguyên cục thịt vậy. Cái mình nói trời ơi, Phật cái tướng tiền quá, hay là mình tưởng lầm là Phật ảnh hưởng Trung Quốc mấy vị nam tử Hán có cái búi tóc ở trên này? Dạ không, cái đỉnh thôi, cái đỉnh này là tượng trưng cho sự thiền định của Phật, nó hơi cao hơn con người mình. Cái chỗ này mình nhìn không có thấy, cho nên cái chỗ này gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng mà khó thấy chứ gọi là vô kiến. Rồi bàn tay của Phật dài, nhưng mà khi Đức Phật ngồi thiền thì đâu có thể làm được cái bàn tay đó. Cho nên xin thưa là Đức Phật có 32 cái tướng đẹp, nhưng khi tạc một tượng Phật thì không thể nào diễn đủ hết 32. Thì những gì có thể biểu lộ được trên thân tướng của một tượng Đức Phật thì chúng ta làm. Ví dụ như đó là da của Phật mịn, không làm được. Bây giờ tượng nào mà đánh bóng kỹ tượng mịn thôi. Ví dụ vậy đó, đại chúng hiểu được cái ý chỗ đó ha. Rồi. Vậy thì cái chữ mà quý vị có nhớ không? Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi chứng kiến được bốn cảnh khổ thì ngài mới đi về, ngài quyết định ngài bỏ đi đó. Thì ngài mới đến sông Ni Liên để mà xin lỗi sông A Nô Ma để ngài cạo
tóc cạo đâu để nó tối. Rồi các vị tỳ kheo thời Phật cũng phải phủi tóc hết, ngay cả Đức Phật cũng phủi tóc. Nhưng mà bây giờ hễ mình làm tượng Phật là làm như vậy để biểu lộ lên 132 tướng. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, từ việc lớn tới việc nhỏ chúng ta làm, chúng ta đều phải có khái niệm, phải có ý niệm. Nếu theo Phật là ý niệm là gì? Là cái sự nhớ nghĩ mình làm cái gì. Mà khi sự nhớ nghĩ đó mình muốn làm cái gì thì mình sẽ để tâm vào cái việc đó, và nhất định mình sẽ làm cái việc đó tốt. Nếu mà không phải là hoàn hảo thì ít nhất cũng phải là khá tốt. Mà không một cái lễ nào chúng ta tổ chức mà không có những trục trặc, dù mình đã cố gắng hết sức. Như này chúng cứ nghĩ đi, đã cố gắng như vậy mà tổ chức còn có những cái trục trặc, thì nếu chúng ta làm mà chúng ta không hề có một sự khái niệm để chuẩn bị thì nó còn dở tới lần nào nữa. Ví dụ như một cái người nam thương cái cô đó và có ý niệm là muốn lập gia đình, và muốn lập gia đình thì cái người nam đó phải tức khắc phải biết là kể từ giây phút mình lập gia đình là mình sẽ danh chân, mình phải có bổn phận, chứ không thể lập gia đình rồi nhưng mà chúng ta vẫn sống bê tha như hồi mình còn là một người single độc thân được. Một người nữ chấp nhận lấy chồng thì phải chuẩn bị cái ý niệm không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đó là nói lên cái sự sanh nở của mình, sự đau đớn của mình. Một cái người phát tâm đi tu, muốn đi tu thì phải có khái niệm từ lúc đi tu hạnh phúc thật nhiều, từ lúc đi tu mình hết cô liêu. Vậy thì mình cứ nghĩ rằng mình muốn đi tu thì không thể cuộc sống đi tu của mình nó giống như mình ngoài đời muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, mà cái căn bản nhất là phải đi vào cái cuộc sống căn bản. Về tướng thì đầu phải cạo, áo phải mặc, về tánh là phải giữ giới, phải tu tập, về thời khóa là phải thức khuya dậy sớm, về việc làm là phải phụng sự chúng sanh, không nệ hà cực khổ. Phải có khái niệm đó thì mới bước vào cái đường tu mà đi đến nơi đến chốn được. Tự nhiên thấy mấy thầy khỏe quá, mới thấy Đài Loan, bữa nay em qua tới Mỹ rồi, chờ ông đi mây về gió không à? Trời ơi, muốn không em nhường. Như khi mình thấy một cái người tu như vậy mình nghĩ là ngon lành lắm, nhưng mà đâu phải đơn giản. Thì quý vị cứ bây giờ Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa khơi chút xíu, rồi đại chúng cứ suy nghĩ là có phải chúng ta trong cuộc sống này chúng ta muốn làm bất cứ điều gì phải có một chút có ý niệm, khái niệm là mình muốn làm gì không? Muốn nấu canh chua thì tự động trong đầu mình phải biết là canh chua gồm cái gì và đi chợ, thậm chí trước khi đi chợ mở tủ lạnh coi nhà còn gì để mua đựng hết, và thậm chí giao cho mình trách nhiệm nấu mà phải biết bao nhiêu người ăn để nấu không thiếu hoặc là không dư, mà nếu có dư dư chút chút, chứ còn không có một khái niệm gì nấu ăn hết mua cả đống cả làng thì nấu đổ tháo ra đó, hoặc là mua quá ít thì không đủ. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta muốn bình an là một ý niệm tốt, nhưng chúng ta phải biết rằng cái bình an này không phải khơi ý niệm như vậy mà đủ, mà chúng ta phải làm gì để cái ý niệm bình an này nó trở thành ra hiện thực. Còn nếu không thì chúng ta chỉ có ý niệm mà chúng ta không biết làm gì. Mà cái kiểu như vậy thì ai khổ? Mình khổ, tại vì khi đụng chuyện thì mình tá hỏa, mình không biết phải làm gì. Mà những người xung quanh mình mà họ sống với mình, cái người mà làm việc không bao giờ có một cái ý niệm sắp xếp gì hết, họ khổ còn hơn mình nữa, tại vì họ chơi với
Họ sống với một người mà không bao giờ biết lo một cái gì, có khái niệm gì gia đình, không sắp xếp được gì hết, cứ đụng chuyện là kêu không, thì làm sao người ta có được cái mình, người ta mới yên tâm. Người ta nói, trời ơi, giao cho tôi làm việc với người đó hả, tôi phải thủ trước. Khi mà người ta không an tâm vì cái cách làm việc của mình thì người ta phải thủ. Thí dụ mình lỡ mình gặp ông chồng hồi họ không biết lo gì hết, là bà vợ sống là cái thủ. Mà đôi khi ông chồng keo quá bà vợ cũng thủ. Nhưng mà thủ vậy cái làm cho cái người vợ cũng cảm thấy có một chút gì đó mình không yên tâm, mình hơi hơi nó dốc vào. Nhưng mà thường thường nó lửa khói nó phải có dao lao dao lưng, mình sao thì cái kia nó mới khó như vậy, chứ cũng không phải tự nhiên khi không. Vậy thì trên tinh thần của cuộc sống của chúng ta, lúc nào trong đầu của chúng ta cũng muốn bình an. Và có một câu thơ người ta thường nói, tôi mong mình thanh thản như người mong bình thường. Vậy thì cái bình thường, cái thanh thản là gì? Thật sự ra thanh thản là cái bình thường của mình. Để chúng cứ nhớ là khi nào cuộc sống mình bình thường là cuộc sống mình an đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn mâu thuẫn. Miệng thì nói muốn an, mà cuộc sống bình thường thì không thích. Ai hỏi lúc này chị sao, có gì lạ không? Chắc bình thường, chán nhận. Ủa? Vậy thì cái bình thường đó là cái mình muốn, mà tại sao là không? Là sao chán? Quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Mong là cái gì? Theo tiếng Hán, chữ mâu á là cái dao cong vậy nè, cái dao mà nó hơi cong cong vậy nè, để phải chặt, phải phát vậy. Chữ thuẫn á là một cái đồ người ta đỡ. Thường thường là mấy người lính đó, họ hay cầm trên tay cái mâu, trên cái tay là họ cầm cái thuẫn, để ai đánh họ, họ đỡ. Còn mà, nếu mà ra chiêu thì họ dùng cái mâu đó, họ đánh. Cái đó gọi là mâu với thuẫn. Vì sao trong cuộc sống mình bây giờ xài hai chữ mâu thuẫn? Tại sao đúng không? Nó có câu chuyện. Nhiều chuyện. Có cái anh chàng đó, anh bán mâu với bán thuẫn. Anh cầm cái mâu lên, xin giới thiệu với bà con cô bác, bổn hiệu có bán cái mâu. Xin lỗi, bổn hiệu có bán cái mâu, chặt gì cũng đứt, đâm gì cũng thủng. Anh nói xong, bà con tới mua để kẹo hết. Nói xong để xuống, cầm cái thuẫn lên, xin giới thiệu bà con cô bác, đây là cái thuẫn, không gì chặt đứt, không gì đâm thủng. Cái người mà ta đứng ta nghe rõ anh quảng cáo hai thứ, thì người ta mới hỏi, ủa vậy anh bán mau hay bán thuận? Từ đó về sau cuộc sống mình đã có chữ mâu thuẫn. Nghĩa là một mặt mình muốn cái này, mà mặt khác mình muốn cái kia. Tôi chỉ mong cuộc sống bình an, tôi không muốn gì hết. Vậy thì chữ an là gì? An là khi cuộc sống nó bình thường, nó không có những bất trắc xảy ra là an chứ gì đâu. Thí dụ một ngày một đi làm 8 tiếng, 3 tháng được lên lương, mỗi năm có 2 tuần vacation, làm lâu được 1 tháng, cứ mọi thứ, rồi con cái nó lớn lên, nó đi học, nó đi học bình thường, nó khỏe mạnh bình thường, mọi việc trong nhà bình thường, cái đó an không? An. Và ai cũng làm việc của mình hết. Thằng 11 tuổi học đúng lớp của nó, đứa 18 tuổi học đúng lớp của nó, rồi vợ mình đi làm về, tới nhà lo cơm lo nước, vợ chồng ăn cơm rồi tắm rửa, rồi niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi có tivi, rồi dẫn thầy để đi ngon. Mà nếu mà mình đề máy xe lên mà xe nó không nổ, kêu là bất gì? Trục trặc, bất trắc, có vấn đề. Còn nếu để chìa khóa vô, xe nổ bình thường. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, sự bình an nó đã có mặt.
ở trong chúng ta. Mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện nó không, và chúng ta luôn luôn sống với nó hay là làm cái gì nữa để cho cuộc sống này nó yên, nó bình và nó yên. Cho nên bình yên là một ý niệm rất tốt, một ý niệm rất tốt, và nó đang có mặt trong chúng ta, và chúng ta đang sống với cái năng lượng bình yên đó. Như là một cái người tới xin thầy cho con cái câu nói để ăn Tết, ông thầy ghi ông cố chết, ông nội chết, cha chết, bên này ông ghi con chết, cháu chết, chắc chết, đối lại. Ông nói trời ơi thầy ơi, Tết nhất mà sao chết một đống như thầy. Ông nói ông đọc kỹ rồi, ông cố chết, tới ông nội chết, tới ba chết, tới con chết, tới cháu chết, chắc chết, chết thứ tự là bình yên quá rồi, chết thứ tự là, chết thứ tự là khỏe quá rồi. Có cái điều là sợ nhiều khi nó chết lộn tuần phèo nữa. Cái đứa trẻ đang khỏe mẹ anh gì mà nó chết, còn cái đứa mà nó đau rề rề nó không chết. Khi cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta chịu khó mà chúng ta moi ra đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có rất rất nhiều những cái mâu thuẫn. Ví dụ như là mình ghi tên cầu siêu cho người thân, hỏi cầu chi vậy? Cầu cho mẹ con siêu. Nhưng mà chạy ra chợ mua cái nhà, mua chiếc xe, mua nhà bếp, mua người hầu, mua đủ thứ rồi đốt. Hỏi đốt chi vậy? Xuống dưới mẹ con xài. Ủa hồi nãy lên chùa xin lên chển mà, xin mẹ cho con mẹ cho siêu, mà sao bây giờ đốt một đống giấy này rồi xuống dưới xài? Vậy mẹ ở đâu? Riết cái mã bực qua nó thao thở lưng lửng. Chút đó thôi là quý vị thấy. Cho nên cầu an là một ý niệm tốt, nhưng phải làm gì để cho cuộc sống mình an? Và mình đã thấy mình an chưa, để mình làm cho cái an này nó yên ổn. Cho nên thỉnh Phật, làm lễ để tượng Phật ở nhà thờ gọi là lễ an vị, lễ an vị Phật. Thỉnh một tượng Phật về, con lựa trong nhà con, có cái chỗ nào tốt nhất, trang nghiêm nhất, đẹp nhất trong nhà của con, con xin thỉnh tượng Phật an vào cái vị trí này, gọi là an vị Phật. Nhưng mà bạn bè tới, tại sao chị để Phật ở đây? Chị biết không, Phật mà ngó ra cửa đó, Phật mà ngó cửa, mà ở trước cửa chị nó có cái song sắt nó cản vậy đó, bởi vì chị kêu cứu Phật chậm lắm. Tại sao chị thờ Phật đứng? Chị biết không, đứng khổ lắm, ngồi mới sướng. Chị thỉnh tượng đi lên chùa cúng lại đi, chị hỏi cái tượng Quan Âm ngồi, chị thỉnh vậy chị thờ. Thỉnh Quan Âm ngồi thờ xong cái đâu mấy tháng sau người khác kêu nó, trời ơi tại sao thờ Phật ngồi? Bởi vậy chị kêu Quan Âm đứng dậy hơi lâu đó. Thờ Phật ngồi. Cho nên Phật cũng không yên với mình là tại mình không yên. Cho nên muốn mình yên thì phải giữ vững lập trường, mà không để cho người khác, đừng để người khác chi phối mình quá. Có hai cha con mua con lừa thì dẫn con lừa đi, hai cha con dẫn thì người bằng quan nói, hai cha con này tôi tưởng đâu con nó ngu, ai nhà ông già cũng dạy theo, mua lừa mà không cởi, dẫn đi khơi. À, nghe có lý. Hai cha con leo lên con lừa đi chọc cái người khác, mới trời ơi thiệt là bất nhân, hai cái xác mà để lên con lừa. À, nghe cũng có lý. Ông cha tuột xuống để con đi, đi chọc cái tôi nói trời ơi, bởi vậy cha này là cha thánh thiệt, cha này đi lừa để cho con đi bộ, cha này thuộc cha ôn. Ông nghe có lý, tuột xuống để con trai lên, để con trai lên đi chọc cái tôi nói thiệt là con cái thời nay bất hiếu hết nói. Nó ngồi lên con lừa để cha nó đi bộ. Hai cha con cứ lát leo lên, lát tụt xuống, lát leo lên, lát tụt xuống. Giống mình không? Y chang. Mình làm cái gì mà bị người ta tới ta nói là mình thay đổi, nhất là những lúc gia đình có hữu sự.
gia đình mà có tan có chế là thôi, người ta tới người ta nói đủ kiểu, người ta bày đủ cách hết rồi, chứ là mễ mình nghe người này mình không nghe người kia. Mà mình, quý vị có biết con cái ở đây nó đâu có phải dễ như là cái cách mình muốn đâu. Mình phải làm một cái tang lễ như thế nào trang nghiêm đơn giản, mà mình làm cho ba cho mẹ không phải vậy thôi đâu, mà mình cũng đang hướng dẫn cho con cái mình để mai mốt tới phiên mình nó theo đó nó làm. Mình làm đủ thứ phong tục, ăn mặc kiểu này kiểu kia, nó thấy thôi cái kiểu này nó làm không nổi, mai mốt tới phiên mình nó nói ba tôi mất rồi, mẹ tôi mất rồi, quý vị cứ tự giải quyết đi. Thành nữa mình tổ chức một cái gì đó nó đơn giản là nói là cho người kia, nhưng mà thật sự trong cái thầm lặng mình đang hướng dẫn cho con mình trở về cái cội nguồn, cái văn hóa mà một cách đơn giản mà trang nghiêm. Để tan cái khăn được rồi, không cần phải quần phải áo phải mặc lê lết. Thành thử ra mình làm mà mình bị người ta, bị người ta involve, cho nên mình bất an, ngay cái đám tang cũng không yên. Cho nên cuộc sống của mình á, nó xáo trộn, nghĩa là cái kiểu rầm rầm thì không, mà cứ không có yên, nó cứ lỗ gà lỗ vịt mà nó gặp hoài, là bởi vì trong cuộc sống chúng ta không có giữ được cái điều mình muốn, mà mình cứ để người khác người ta dính vào. Cho nên mình bể cái quan điểm của mình, cái lập trường của mình dễ để cho người khác người ta chi phối. Có một cái cô đó, cô ở độc thân mình, đi chùa khỏe lắm, cái bắt đầu thiên hạ xù xì, bởi vô duyên đâu có ai thèm cưới. Nghe vậy cũng động lòng, bắt đầu kiếm đại tấm chồng. Kiếm đại tấm chồng cái cổ cũng thấy con cái sao nó mệt quá, thấy chị của mình sao khổ quá, cổ không muốn có con. Hai người ta bắt đầu sầm xì tới bởi cây độc không trái, gái độc không con. Nghe vậy cái bắt đầu cũng sanh con với người ta. Sanh con với người ta rồi bắt đầu mà hai đứa ba đứa thì sao, bắt đầu tóc tai bù xù, lo nhà lo cửa lo con cái, đâu còn thì giờ chân diện gì nữa đâu. Cái bắt đầu ông chồng thấy mình lúc này đổi hướng rồi, bắt đầu hơi già già rồi, cái ổng cũng hơi bồ bịch diện chút. Cái người ta về ta mét bảo nó, thôi chị ơi, tôi giờ tôi biết lo con cái, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Trời ơi, đàn bà không biết ghen là dại, khi cũng bắt chước đi ghen với người ta. Thật ra quý vị thấy cuộc sống của mình đó là một câu chuyện để nói lên những cái ý nghĩa là chúng ta luôn luôn không giữ được cái bình an ở nơi mình. Là một trong những cái đó là vì chúng ta không giữ được những cái gì chúng ta làm. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải có khái niệm việc làm của chúng ta. Không, là ví dụ như hôm nay mình tổ chức pháp thoại, mục đích chính của mình là tổ chức pháp thoại cho đại chúng nghe pháp tu tập. Bây giờ ví dụ một người nào đó ta nói bây giờ sẵn dịp như vậy nè, cho tôi tổ chức nguyên cái hội chợ ở bên sân luôn được không? Nếu mà mình hợp tác thì trên nguyên tắc cũng chẳng sao, nhưng mình làm mất đi cái ý niệm ban đầu là pháp thoại. Thì hãy có cái khác nó bị chi phối. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, một trong những nguyên do mà để cuộc sống mình bình yên thì chúng ta tập khái niệm, ý niệm việc làm của mình, và sau đó rồi thì chúng ta giữ cái đó. Người ta có đóng góp, chúng ta tiếp nhận và chúng ta phối hợp với những gì chúng ta làm để cho công việc nó tốt hơn, chứ không phải để bị người ta chi phối công việc của mình. Như vậy, khi mình như vậy hoài, lâu ngày nó thành một cái tật mà nhà Phật gọi là tập khí. Tập khí của mình là không có lập trường, thì người khác biết được mình như vậy, người ta xen hoài vào tất cả những công việc của chúng ta. Rồi cuộc sống của mình, từ việc nhỏ, việc lớn, từ cá nhân, từ gia đình, không có cái gì ổn hết. Và khi mình như vậy rồi, bản thân mình sống như vậy, gia đình mình sống như vậy, mình đi vào trong tập thể, mình cũng sống như vậy. Ví dụ mình đi tu,
tôi mình đi xuất gia rồi á, thì cái người kia nói trời ơi sao chị đi xuất gia với ông thầy đó, ông thầy đó ông giỡn lắm, dở ẹt à, sao chị quy với ông thầy kia, ông thầy kia ông đức độ hơn, vân vân. Rồi mình cũng cứ thay đổi tới hồi bấm nguyệt mình nó bốn cái pháp danh, năm cái pháp danh, chuyện thầy nào mình cũng quy hết. Vì cứ nhớ là quy tăng và quy chung, chư tăng là chung Tào Lào Thái Đức, thầy nào có tu là thầy đó là thầy của mình. Bất quá trong cuộc đời mình có thêm nhiều vị thầy mình học pháp, thầy hướng dẫn mình giáo lý, thầy hướng dẫn mình giới luật, thầy hướng dẫn mình tụng kinh, mình có quyền học rất nhiều thầy. Và trường khi nào thầy mình mất hay là mình không còn nương tựa được với thầy bổn sư thì mình có một thầy để mình y chỉ nương tựa. Quý vị biết là nhiều khi mà nội cái đi học thôi mà cũng không yên nữa. Người này nói trường này, người kia nói trường kia. Mà bây giờ cái đứa nhỏ mà nếu mà nó vững chãi, mình đưa nó vô trường học nào nó cũng vững chãi. Còn mà nếu mà nó lung lay, nó dễ bị dính với bạn bè thì mình đưa nó thật xa nó cũng chẳng vui. Và thậm chí nó cũng y như cha như vậy. Đó là một cái vấn đề là chúng ta đừng để những cái khác nó xen vào để nó làm mất đi cái vững chãi của mình. Thứ hai là mình phải chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi. Ví dụ như là mình phát hiện ra mình bệnh, mà bệnh này là bệnh nan y, thì cái điều đầu tiên là mình hụt hẫng lắm. Ai cũng vậy thôi, tôi đang khỏe mạnh, tôi đâu có nghĩ rằng tôi phải bệnh một cái bệnh ác này. Nhưng mà bây giờ bác sĩ báo cho tôi biết, xác định cho tôi biết là tôi đã mang cái bệnh này, tôi hụt hẫng. Nhưng mà sau cái hụt hẫng đó, mình phải trở lại. Mình phải trở lại là mình nhận ra rằng mình không thay đổi được sự thật. Nếu mình từ chối sự thật, bệnh tật mình sẽ tăng trưởng. Bây giờ mình sẽ chấp nhận sự thật để mình đồng hành cùng với bệnh. Để làm gì? Để làm cho cái bệnh của mình nó quân bình. Thường thường cái tâm mà khổ thì cái thân nó khổ hơn. Thí dụ như bữa nào mình buồn, cái tự nhiên bao tử nó no không muốn ăn. Tâm mà buồn rồi cái nụ cười nó đã không được, mặc dù vẫn biết rằng một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Nhưng bây giờ mình đáp lại, mình nói cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Cho nên mình biết mình bệnh không phải để sầu khổ, để chán chường, nhưng mà cũng không thể nói ồ vui quá bữa nay tôi bệnh, đâu ai nói vậy đâu. Biết bệnh không thể cải độ được cái bệnh thì chúng ta chấp nhận cái bệnh để chúng ta cùng với bệnh đồng hành. Chấp nhận bác sĩ, chấp nhận thuốc, chấp nhận mọi sự chữa trị. Nhưng mà quý vị biết, khi quý vị chấp nhận như vậy, quý vị đồng hành như vậy, quý vị tự quý vị bình an vô cùng. Bởi vì bệnh thì uống thuốc, hết thì sống thêm vài năm, hoặc là bớt bệnh thì sống thêm vài năm, mà nếu không thì cũng chết trong cái an tịnh, chứ không chết trong cái rắc rối khổ đau phiền muộn. Mà người thân của mình thấy mình khổ như vậy, họ cũng khổ theo mình. Cho nên một con ngựa đau là cả bào không ăn cỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó sửa lại, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Nên quý vị mới thấy rằng chúng ta sống là chúng ta có cái liên đới, một người bệnh là người kia bệnh theo, người mình khổ người thân mình khổ theo. Cho nên khi mình khổ mình phải biết rằng mình khổ, mà nếu chúng ta không an trụ chấp nhận cái khổ của mình, mình chống đối lại cái khổ của mình đi tìm những cái gì đó để chạy trốn cái khổ mình, người thân mình khổ lắm, tại vì họ phải canh mình, họ sợ mình làm những chuyện dại dột, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên. Cái nghiệp đó là của mình, bệnh là nghiệp của mình, mà mình ảnh hưởng tới người khác, cho nên mình bất an, người thân cũng bất an.
thay đổi được thế giới, nhưng mình có thể thay đổi cái tâm mình để chấp nhận thế giới mình sống dễ hơn. Mình không thay đổi được hoàn cảnh, mà mình thay đổi được cái nhìn của mình về hoàn cảnh để mình sống an ổn. Ví dụ như bây giờ quý vị vô cái hội trường này, quý vị ngồi cái dãy ghế này là ghế không thể dời. Trời ơi, tự nhiên tôi ngồi đây tôi chẳng thấy được cái gì hết. Đâu để tôi dời cái ghế coi, dời không được. Nếu không dời được cái ghế thì dời gì? Dời mình đứng dậy mình kiếm chỗ khác mình ngồi. Vì cái ghế nó đã bắt thẳng vô trong đó, không dời được. Cuộc sống cũng vậy, có những cái chúng ta không thay đổi được, nhưng chúng ta thay đổi được cái quan niệm của mình, cái suy nghĩ của mình để mình thích ứng được. Ví dụ như là, nhất là con cái của mình ở xứ này, nó lớn lên, nó hấp thụ một cái văn hóa, cái truyền thống ở đây rất là sâu đậm. Chí nó mới vừa nhỏ nhỏ thôi là người ta đã dạy nó rồi. Ai mà đánh mày, ai đánh con, ăn hiếp con cứ gọi 911. Cái câu đó là cái câu dạy chung. Nhưng mà người nó đâu có hiểu là người đó là mẹ nó, ba nó, đánh nó là dạy dỗ nó đâu. Vì nó nghĩ đánh như vậy là hurt nó, là ăn hiếp nó. Nó sẵn sàng gọi 911. Rồi bắt đầu mình cương lên, mình nói tao không cần biết, tao đập mày rồi ở tù cũng được, mày con tao mà. Thành thử ra mình cứ một cái khư khư mình sống như vậy thì mình sẽ bất an, không giải quyết được vấn đề. Mà ở đây có rất thỉnh thoảng có những trường hợp là cha mẹ ông bà giữ một lập trường là tôi là ba nó, tôi là mẹ nó, tôi có quyền. Có một bà cụ á ở bên Atlanta, bà đi vô trong đi máy bay mà vô hải quan, cái security bà cầm theo chai sữa Ensure đi qua hải quan, nó chặn lại, nó lấy cái này nước, nó không cho đi, nó giục. Trời ơi, bà dậy lên, bà chụp cái anh hải quan đó, bà lắc lư và nó trả lời cho tao rồi nó tiếng Việt. Rồi cái anh hải quan đó anh mà hành động như vậy là violence, nó đâu có biết bà nói cái gì đâu. Quý vị biết bà nói gì không? Mày trả lại cái chai sữa cho tao, tao đem cho cháu ngoại tao. Biết quý vị cháu ngoại lại không? Pháp Hòa. Tại vì bà thương Pháp Hòa như cháu ngoại của bà vậy đó. Rồi bà đi nghe giảng, bà nói Pháp Hòa giảng nhiều mệt tội nghiệp, đem cho nó một chai sữa. Trời và lát ông cái ông đó. Quý vị biết ở đây mình lái xe mà bị cảnh sát thổi đèn thì cái việc đầu tiên phải biết là không được mở cửa ra khỏi xe. Mình phải ngồi trong xe chờ cảnh sát tới, vì hành động mở cửa xe cảnh sát sẽ nhận rằng mình có hành động khủng bố, violence, họ sẽ bắn mình, họ sẽ còng mình. Nhưng mà cái quan niệm của mình là người Việt Nam, mấy ông tà tới mình phải mở cửa, mình cung cung đón đón để gọi là lịch sự. Hai cái văn hóa nó khác. Cái văn hóa của mình là gặp mấy ông kẹ đó là phải yes sir, mở cửa sổ, mở cửa xe xuống để mà gọi là cung kính. Nhưng ở đây là không được. Cho nên cảnh sát mà gọi mình phải ngồi yên trong cửa sổ, chỉ quay kiến xe xuống nói chuyện chứ không được mở cửa. Tại vì nếu mình mở cửa như vậy, họ sẽ ghi nhận là mình có thái độ violence. Họ đâu có biết mình làm gì, họ sẽ hành hung mình. Quý vị biết là khi mình đi qua hành lý, mình đi qua cái máy để mình vô trong phi trường đó, thì khi họ thấy trong cái giỏ mình có cái gì nghi ngờ đó, họ đem tới, họ hỏi mình có cái gì sắc bén ở trong cái giỏ mình không. Nghe cho kỹ nha, rồi họ trả lời dạ, họ chết. Rồi có nhiều người sao đó đúng không, nó dặn một câu không được đụng vô. Tại vì theo cái thói quen mình là ta mở cái mình lịch sự để tôi chỉ cho anh, đụng vô như vậy thì nó sẽ nghĩ rằng mình có mờ ám trong đó. Cho nên khi người ta lụng giỏ mình không được đụng tay vô, phải để yên cho họ làm việc. Vì cái hành động của mình tượng trưng cho sự lịch sự, mình muốn móc
những đồ mình ra cho họ coi, mình biết họ muốn khám cái gì rồi, nhưng họ không ghi nhận như vậy. Thì quý vị thấy ở cái thế giới này nó có những cái khác. Rồi mình không chấp nhận cái đó, mình không thay đổi được mình để chấp nhận nó, có phải mình bất an không? Mà mình bất an rồi thì mình có những cái mà đụng chạm tới luật pháp, nó rắc rối vô cùng. Mà đâu phải mình không, mà con cái, người thân. Cho nên mình đang ở nước Mỹ, mình phải có khái niệm mình đang ở nước Mỹ và mình đang làm gì. Và thường thường mấy cái người mà người ta làm ở hải quan, người ta không có nói chơi nha. Mình không được nói chơi với họ, vì cái nói chơi đó đôi khi họ serious, họ take mình. Chứ phải nghe họ kỹ, họ hỏi cái gì. Cứ yeah yeah yes yes. Thường thường mình hay trả lời thuận. Thí dụ như người Mỹ ta, mình phải trả lời ngược lại. Ví dụ ta hỏi là you hungry, you don't hungry right? Anh không có đói bụng phải không? Thì nếu cách Việt Nam mình trả lời dạ đúng vậy, tôi không có đói bụng. Nhưng mà mình trả lời vậy thì người Mỹ nó tưởng là mình đói bụng. Mình phải trả lời đúng là no. No theo họ luôn. Nhiều khi hai cái cách nói chuyện nó cũng làm cho người khác dễ hiểu lầm. Thì Pháp Hòa mới trở lại vấn đề là mình không thay đổi được thế giới, nhưng mà mình có thể thay đổi cái quan niệm của mình để mình thích ứng được với thế giới, và từ đó cuộc sống nó có phần an ổn. Dù mình không dám nói là hoàn hảo, là tuyệt đối, nhưng sự an ổn nó có mặt, sự bình yên nó có mặt nếu chúng ta thích ứng. Ngay cả khi chúng ta chăm sóc cho người bệnh, người ta bệnh là người ta có những cái khó khăn của người bệnh, mình không thay đổi họ hết bệnh. Họ phải tập thích ứng với cái bệnh, mà mình phải tập thích ứng chăm sóc cho người bệnh. Thậm chí họ va chạm trong đầu óc họ, họ có những câu nói, họ có những cái hành động mà mình phải tập tiếp nhận để cho mình bình yên, và trong gia đình nó cũng bình yên. Cái điều thứ ba mình có thể làm là mình thông cảm và tha thứ. Thưa đại chúng, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta sống và chúng người nào chúng ta cũng chấp, là chuyện chấp là gì? Chấp là dính chặt, thì có lẽ chúng ta không vui nổi đâu. Tại vì ai mà không có những câu nói làm cho không làm mình buồn, ai mà không có những hành động không làm mình giận. Thôi phải tập thông cảm. Thí dụ như nó nhỏ nó hổ, mình nói thông cảm nó không hiểu, nhưng mà mình phải dạy, mình tha thứ nó được. Cho nên nếu mình có sự thông cảm là mình sẽ có sự tha thứ. Nhưng mà tha thứ là trước hết ai khỏe? Mình khỏe. Tại vì tha thứ thì thư thả, thanh thản, thoải mái, thông dong. Còn mình không tha thứ, mình cố chấp, mình dính mắc thì mình khổ. Quý vị biết là nội chồng con của mình sống hàng ngày thế nào là, mà lúc nào nó cũng có những cái gọi là chổi ngược. Mình nói ăn đường, ông làm nẻo. Mà ngộ lắm nghe, càng già càng sinh tật. Có những người người ta già người ta dễ, nhưng mà mình cũng phải hiểu có những trường hợp người lớn tuổi, càng lớn tuổi tính tình càng khó khăn. Không phải dễ đâu. Chứ quý vị biết không, mình phải học một cái nhẫn của Phật dạy, đó là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là gì? Là chúng ta sống chung với nhau, giữa con người với con người chúng ta phải nhẫn nhau. Cái đó là sanh nhẫn. Rồi chúng ta phải nhẫn những cái hoàn cảnh xung quanh, gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là những vấn đề, những điều kiện xung quanh mình đã xảy ra. Ví dụ như thời tiết lạnh nóng bất thường, mưa gió bất thường, đó là pháp nhẫn. Còn những con người mà rắc rối khó chịu là sanh nhẫn. Nhiều khi mình nghĩ đi chùa ai cũng tốt, ai cũng dễ thương, tới hồi vô trong đó ổ sao kỳ quá, nó không giống tôi nghĩ. Vậy cái là thối tâm liền nha, thối tâm liền. Tại vì mình nghĩ tôi tưởng đâu là vô chùa ai cũng thánh, nhưng mà không ngờ thêm chữ thần nữa. Thôi tôi phàm phu quá, tôi lui, sống với thánh thần rồi sống không nổi. Cho nên cái tâm thông cảm nó cần có.
ngày xưa ông Tô Đông Pha đó, ông tới nhà bạn ông chơi. Thì khi mà tới nhà bạn ông chơi thì bạn ông đi pha trà làm bánh cho ông ăn, thì trong khi đó ông ngồi trên bàn ông nhìn vô cái bài thơ mà bạn ông mới làm, ông cầm lên ông đọc. Đọc xong rồi lấy cái viết sửa thơ người ta. Cái câu thơ nguyên thủy của ta làm như nào: Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Đó là nguyên thủy câu thơ. Nếu dịch ra là trăng sáng nó sủa trên đầu núi, chó vàng nằm trong lòng hoa. Mình đọc câu thơ mình thấy gì đâu mà nó chẳng đi đâu vô đâu hết. Minh nguyệt là trăng sáng, sơn đầu là trên đỉnh núi, khiếu là kêu là hót. Minh nguyệt sơn đầu khiếu nghĩa là trăng sáng hót trên đầu núi. Hoàng là màu vàng, khuyển là con chó. Con chó vàng nó nằm trong cái lồng hoa. Trời ơi, chó nào mà nằm trong cái hoa được? Hoa nào mà chứa nổi con chó? Ông nghĩ cái ông bạn ông làm thơ trật, sửa thơ ra. Ông lấy cái viết mà sửa lại: Minh nguyệt sơn đầu chiếu. Chiếu là gì? Sáng thì mới có lý. Minh nguyệt là trăng sáng, chiếu trên đầu núi thì nghe có lý, chứ làm gì mà hót trên đầu núi. Rồi, hoàng khuyển là con chó, mà con chó thì bất quá nằm ở dưới cái bóng hoa thôi, chứ làm sao nằm được ở trong cái lồng hoa. Cho nên ông sửa là hoàng khuyển ngọa hoa âm. Âm là cái bóng. Ông tâm đắc với bài thơ của mình, sửa thơ ta. Sau khi ông đi về, bạn ông cầm bài thơ đọc, thông cảm lắm. Cho nên không có nói gì, không có phone tới chửi. Còn gặp mình bây giờ, ê, anh không hớn hả? Hay bữa khác, đúng dịp đêm trăng, ông mời Tô Lâm Pha đến uống trà tiếp. Lúc đó đang ngồi uống trà thưởng nguyệt thì ông nghe một tiếng chim nó hót trên cái đầu núi. Ông mới nói: Ủa, con gì mà hót ngay vậy? Thì những người gần đó mới nói: Ô, dạ thưa ông, ở cái vùng này của chúng tôi á, nó có một con chim tên là Minh Nguyệt, nó hay hót ở trên đầu núi. Lúc này ông dở lẽ ra Minh Nguyệt là trăng sáng, mà không phải là ý nghĩa trăng sáng, mà là tên của một con chim. Như vậy cái ông chủ làm thơ đúng không? Minh Nguyệt sơn đầu khiếu. Trời ơi, Tô Lâm Pha đỏ mặt rồi, thấy mình hớ rồi. Ngồi uống trà tiếp, cái ông nhìn vô cái hoa, ông thấy có một con sâu màu vàng nó ngút mắt ở trong cái lồng hoa. Ông hỏi: Ủa, cái con gì mà ngộ vậy? Hàng xóm mới nói: Dạ thưa ông, con này là con sâu, nó có tên là hoàng khuyển. Hoàng khuyển là con chó vàng. Thì ông đi làm thơ đúng. Hoàng khuyển là con sâu, tên của con sâu. Con sâu nó có tên là hoàng khuyển, nằm ở trong cái lồng hoa là đúng rồi. Thì quý vị thấy cái người bạn đó thông cảm không? Thông cảm. Tại sao? Vì người ta hiểu đúng cái ý thơ, đúng lời thơ. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, có những người người ta làm, người ta nói, tại vì sự thật nó như vậy thì ta hiểu như vậy là cũng có lý của người ta. Mình thông cảm được thì mình tha thứ, mà mình đặt trường hợp mình, nếu mình như vậy mình cũng sẽ giống thế. Ông gặp ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn hỏi: Tể tướng thấy Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Mà đầu tiên là ngài Phật Ấn hỏi ông trước. Thì khi mà ông hỏi ngài Phật Ấn là: Ngài Hòa Thượng Đạo Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Ông nói: Ông ngồi giống đống phân bò. Nhưng mà Hòa Thượng Phật Ấn không hề trả lời gì hết. Tại vì Hòa Thượng biết rằng ông này đang nuôi một tâm niệm hơn thua.
Cho nên đi về ông Phật, ông Tô Đông Pha vui lắm. Tại vì ngài Phật ấn nín không nói nữa, mình nói theo lời là giờ là đứng hình đó. Đứng hình. Đi về ông khoe với cái người, cái người gì, cái người em gái của ông. Bữa nay ngài Phật ấn thua anh một phen mà ngấm miếu không nói được. Kể hết câu chuyện đó ra. Cô em út nó nói trời ơi, ông thua ngài Phật ấn mà ông không có biết. Ngài Phật ấn cái tâm ngài như tâm Phật, cho nên ông ngồi á, ngài thấy ông nhìn giống ông Phật. Còn tâm cái ông, tâm của ông giống phân bò, cho nên ông nhìn ngài Phật ấn ngồi giống phân bò. Cho nên nhiều khi cái người mà phát ngôn, đôi khi mình cũng thôi kệ, xí xóa đừng giận, tại vì cái tâm họ đang phiền muộn. Họ có những cái ý nghĩa như vậy, họ nói như vậy. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình dung dưỡng họ. Nhưng mà ở một cái giây phút bình an cho mình thông cảm được, mình tha thứ được họ, thì mình mở cho họ một con đường chuyển hóa. Con người người ta cũng có những cái lúc người ta làm sai. Nhưng mà nếu mà mình làm sai xong mình bế tắc người ta thì không bao giờ cho người ta cơ hội chuyển hóa. Cho nên đạo Phật là gì? Pháp môn của Phật là gì? Là pháp môn chuyển hóa. Mình có cái bài mình tụng về lương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về lương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Bởi vì tăng là bản thể của thanh tịnh, của hòa hợp. Mà nếu mình dung nhiếp được tất cả mọi người thì mình mới có thể giúp mọi người chuyển hóa. Còn ai mình cũng đẩy ra thì rốt cuộc mình sao? Cô đơn. Bởi vì không có người nào mà mình hợp ý mình hết. Nên là hai vợ chồng mà mới sống với nhau hiểu nhau hết không? Cái mình hiểu mà chấp nhận lấy nhau chỉ là cái mặt bề ngoài bột nổi thôi. Nhưng mà sống chung với nhau rồi tật nó mới sanh. Tới hồi mà tật nó sanh rồi lẽ rên rỉ thôi. Giờ mở lòng chấp nhận tật, rồi gì nữa giúp cho tật chuyển. Rồi người kia biết mình có nhiều tật cũng không thể nói tôi vậy đó, chịu không chịu thì theo. Tôi vậy đó, nhưng mà nếu tôi thương người kia tôi sẽ cố gắng tôi sửa tôi. Mà người kia thương tôi thì người kia sẽ giúp tôi sang sửa đổi và có nhẫn nại để giúp cho tôi sửa đổi. Thưa đại chúng, người bệnh ấy, luôn luôn khó chăm sóc. Cái người dễ ăn khác, người khó ăn khác. Đó, trong cuộc sống thì nói cái chuyện ăn thôi mà có những người rất khó ăn. Cho nên nếu mình có tình thương thì mình sẽ nấu ăn. Cái người nào mà khó ăn thì mình hãy nên thêm có một món gì mà họ có thể ăn được. Tình thương nó thể hiện trong cái đó. Người mẹ mà nấu ăn cho con, thí dụ như người mẹ nấu kho rồi canh rồi đúng ứng với ba nó ăn, nhưng mà nhìn mâm cơm lại mấy món thầy con mình ăn không được, thì thế nào người mẹ sẽ nấu một món hai món mà con mình nó có thể ăn? Tại vì trong lúc nấu có tình thương. Rồi nếu mà ông già ông giận lên tức thấy kệ nó, tại sao bà phải hầu nó? Thật ra la vợ thì vợ nín thôi, nhưng mà giờ có nói gì thì con nó không ăn mà không lẽ bỏ nó đói. Cho nên nếu người chồng mà thông cảm thương vợ, thấy rằng cực khổ của vợ, thì thôi bây giờ con nó làm khó vợ thì mình tập dễ với vợ để vợ bớt một phần. Mình có thể làm được việc đó mà. Cho nên cái người mà họ không đi, họ không thể chạy được, mà mình có khả năng chạy thì không ngại gì, mình rúi lại mình đi bộ với họ. Mình có khả năng chạy mà họ thì không. Cho nên cuộc sống này mà có thông cảm và cảm thông đó, hay lắm. Có cảm mới có thông, càng thông thì càng cảm. Thần là sức mà thông là suốt. Người có sức mạnh để thông suốt tất cả gọi là thần thông. Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ lời nói, từ hành xử của mình. Cũng có thể chúng ta thực tập năm giới để làm cho sự bình an mình có mặt.
Thí dụ như gì? Thí dụ như cái giới sát sanh. Đạo đức nhà Phật dạy chúng ta không lấy cái khổ đau của người để làm cái thú vui cho mình. Thí dụ như mình đi câu cá, đó là mình lấy cái đau thương của người khác làm thú vui cho mình. Mình đi bắn chim, nhiều khi mình câu một ngày trời, ăn con ăn nửa khúc à, còn nhiêu sắp lên cho. Thành thử ai ăn đâu mà nghiệp mình hưởng. Mà mình lấy chi cái niềm vui đó? Trong cái đó cuộc sống này quá nhiều những cái niềm vui khác. Cho nên mình lấy đau thương của người làm đau thương của mình thì mình sẽ không làm điều đó. Quý vị biết Pháp Hòa hay ví dụ cho mấy đứa nhỏ đó. Nếu mà ai mà đi ngang mình tán mình bạc tay, nó tại sao tán tôi, nó ô phô phân, tán cho vui thôi, chịu không? Một bạc tay thôi mình còn không chịu được thì huống chi người ta lấy nguyên cái móc ra móc cho cái miệng mình. Mà mình lấy thật sự ra cuộc sống mà sở dĩ mà nó cứ như vậy là tại sao? Tại vì có những cái niềm vui nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta không để tâm. Thì những cái khổ đau mà ta gieo rắc cho mình á, dù một lời nói, một hành động, một cử chỉ, người ta cũng không khe. Đó bằng chứng là trong cuộc sống này có những người, người ta làm khổ mình chỉ một lời nói thôi. Mình nói trời ơi tại sao không nói mà ông không suy nghĩ, nói như vậy mà cũng nói. Thì cũng thế thôi, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta hả hay được cái cơn giận mà mình không cần biết người ta khổ đau như thế nào qua một câu nói của mình. Người ta bị mất danh dự như thế nào bằng một lời nói của mình. Cho nên có nhiều khi một lời nói của mình mà phá tan cái uy tín của họ, làm mất đi cái danh dự của họ. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta đều có duyên gặp nhau hết nha. Mà quý vị ngồi đây như Pháp Hòa đã từng có duyên đó. Mà cái duyên của mình là duyên YouTube. YouTube đưa duyên. Vậy thì cái duyên đó chúng ta khái niệm từ đức đầu. Chúng ta có ý niệm là muốn nghe Phật Pháp, và có những người truyền tải Phật Pháp, cho nên chúng ta hai cái luồng duyên đó chúng ta gặp nhau. Người kia muốn nói, mình muốn nghe mới đi tìm cậu. Hôm nay Pháp Hòa nhìn xuống có những vị Pháp Hòa biết là ở rất xa, ở 3 tiếng, 4 tiếng mà 5 tiếng. Thế thì chúng ta đủ hiểu gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện mất tương phùng. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Câu kế là gì? Thoại mất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà mình bạn nhậu với nhau đó, hợp rơ hợp ý rồi uống ngàn chén vẫn thấy ít. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, ngàn ly vẫn thấy ít. Nhưng mà nếu mà nói chuyện với nhau mà không hợp thôi, nửa câu cũng thấy too much, quá nhiều. Thoại mất đầu cơ. Đầu cơ tức là nó không có đầu, nó không có tâm đầu ý thọ, cái cơ cấu gì hết. Thì nửa câu cũng đã quá nhiều. Bán cú đa, nửa câu thôi đã thành nhiều. Thế là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vừa rồi Pháp Hòa đi Đài Loan giảng bên đó. Quý vị biết là giảng thì chính thức ở Đài Bắc thôi, mà có những Phật tử ở Đài Nam, Đài Trung, và thậm chí có những Phật tử Việt Nam bay qua. Tại vì họ không được gặp mình ở Việt Nam. Pháp Hòa đi giảng tháng 11 này, giảng bên Úc. Năm ngoái tháng 6 giảng bên Âu Châu. Đi 5 tuần lễ mà đi 7 nước. Thành thử ra em cũng dạng là không biết bến nào trong, biết bến nào đục. Thân thầy chùa 12 bến nước. Nhưng mà quý vị biết không, có những nơi mình tới mà người ta không, mình không tới được cái địa phương đó, người ta đổ đường người ta về. Tại vì nếu mà mình cùng tương
duyên với nhau, thì chúng ta sẽ sắp xếp cái duyên đó để duyên duyên nó tăng trưởng. Cho nên duyên không phải để đó mà tùy duyên, mà chúng ta phải tạo duyên thì duyên nó mới có mặt. Còn mình cố gắng tạo tất cả duyên rồi mà nó không được nữa thì chừng đó mới tùy duyên, chứ không phải chữ tùy duyên xài trước. Trước hết là phải tạo duyên, khơi duyên, tạo duyên, kết duyên, tích duyên. Chữ tích là trân quý nó, giữ gìn nó, rồi thậm chí mình gọi là giữ duyên. Đến khi nào nó trọn vẹn rồi thì chừng đó mới hết hết duyên. Nhưng mà nhớ là hết cái duyên lúc đó, có thể một lúc nào đủ duyên nó tương hội. Cho nên thỉnh thoảng Pháp Hòa nói hôm nay Pháp Hòa đủ duyên gặp quý vị. Đủ duyên là gì? Quý mình đã có duyên rồi nhưng mà chưa đủ để gặp nhau bằng xương bằng thịt. Mấy ngày nay Pháp Hòa được mấy bà cụ, mấy ông cụ lại hung tay nhiều. Mà đặc biệt kỳ này là cuối tháng 9 mùa thu hung free á. Mấy bà cụ thương lắm. Có những bà cụ gặp Pháp Hòa là khóc, rồi ôm, rồi hung tay và nói rằng không bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp thầy trước khi chết. Tại bây giờ già quá, bệnh tật đủ thứ mà chống gậy nghe Pháp Hòa tới chống gậy lên thăm. Thì quý vị thấy không, chỉ chút đó thôi thì bao nhiêu cái mệt mỏi, cái khổ nhọc của mình nó tan biến hết. Tại vì mình thấy cái cực khổ của mình với cái duyên mà một bà cụ thương quý mình như vậy. Cho nên trong cuộc sống này á, nó một phần làm cho tâm mình yên vững chãi mà đi tới á, là vì mình biết nhận ra những tình thương của người xung quanh mình. Cho nên lỡ lên một mâm cơm mà ăn mà không ngon như ý mình à, nhưng mình vẫn thấy cái khổ cực của người nấu để chúng ta sinh sai vào lai mà khử. Vì cứ nghĩ mà nếu mình sống trong cuộc sống này mà chúng ta cứ cái gì chúng ta cũng dính, cái gì chúng ta cũng chấp thì khổ không? Khổ lắm, mà hình như là mình sẽ không bao giờ có nụ cười. Nếu mình mà sống cứ một đường chấp như vậy là không bao giờ có nụ cười. Và người khác gặp mình ta dám nói thẳng, ta nói anh đó không có mùa xuân. Cái khái niệm bình an ai cũng muốn hết. Mình tụng kinh cầu an, ngày nào cũng tụng kinh cầu an, nhưng đừng tụng kinh đơn giản như vậy, mà phải biến những lời kinh đó nó thành ra những chất liệu ăn uống trong cuộc sống của mình. Ví dụ quý vị đọc cái bài kinh đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Chỉ có mấy câu kinh thôi mà câu nào cũng có con ở trong đó Phật ơi. Câu nào cũng có con ở trong đó. Con rong ruổi trong vòng buồn giận, con xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật trong tay của con là gì? Đó là hạnh phúc con đang có, đó là người thân con đang có, đó là hơi thở con đang có. Con cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Vì con làm gì? Cứ quen lối bỏ hình bắt bóng, được này muốn kia, được kia nọ. Con giống cái anh chàng ngày xưa,
ảnh làm cái nghề đập đá. Ảnh nói trời ơi Phật ơi thương con, cho con sung sướng một chút đi, làm cái nghề đập đá này con khổ quá. Ông tiên hiện ra hỏi ngươi muốn làm gì. Nó không muốn làm ông trời. Rồi tiên biến cái cho làm ông trời, làm nguyên một cái mặt trời. Thì trong khi mà anh làm mặt trời, anh soi và anh nghĩ là anh số 1 rồi, thì có một áng mây bay ngang che. Anh mới phát hiện thì ra trời không lớn bằng mây. Anh nói thôi tiên ơi cho con xin được làm mây. Tiên biến anh làm mây che mặt trời, khoái quá đứng chiếm trễ trước cái ánh mặt trời. Một làn gió bay ngang, mây tan biến. Anh nói ủa bữa nay tôi phát hiện thì ra mây cũng không lớn bằng gió. Tiên ơi cho con được làm gió. Tiên biến cho anh làm gió. Anh thổi mây, anh thổi cây, anh thổi cái gì cũng bay hết, mà anh thổi núi không bay. Anh mới phát hiện thì ra làm núi lớn nhất. Tiên ơi cho con được làm núi. Anh làm núi. Vậy sao rồi thì có một anh chàng cầm cái búa lên núi đập đá. Lúc đó anh mới phát hiện trời ơi thì ra xưa nay mình là gì. Mình là người quyền lực nhất. Tiên ơi cho con trở lại làm người đập đá giống mình không. Cho nên nó tân khổ đáo đầu hoàng, tân khổ bôn ba, rốt cuộc cũng bôn ba. Sống mà không bình yên, tâm không tĩnh, không có đủ thiền định để thấy tất cả vấn đề thì ngồi thiền cũng là lăng xăng. Thấy cái dáng ngồi đó nha, nhưng mà cái này nó không thiền, kêu là ngồi thiền nhưng mà đôi khi chỉ ngồi mà không thiền thì cái này nó đi. Ví dụ như nãy ngồi thở vô thở ra, không biết là nãy cái xe đó nó đậu ẩu quá mà mình quên ghi số xe nó, lát mà đi ra nó quẹt rồi chắc chết. Hồi nãy mình định đi chiếc xe cũ rồi, rồi cuối cùng mình lấy chiếc xe mới mà ông chồng cản, mình cũng cãi. Bữa nay mà cái xe kia nó quẹt mình về biết ăn làm sao đây. Nó ngồi, ngồi đó, nhưng mà nó không thiền. Nó kêu ngồi thiền. Cho nên nhiều khi mình tụng mà không có kinh, kêu là tụng kinh. Nếu mà tụng kinh là miệng tụng, mà kinh nó phải vô trong này mới kêu tụng kinh. Còn nhiều khi mình tụng mà không có kinh, là tụng xong rồi đứng dậy là gì? Con xin chắp tay cho Phật, đóng cuốn kinh lại gửi lại Phật. Tại sao không nhớ gì hết trơn? Trời ơi thầy không nhớ hả? Con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, hết rồi con còn gì đâu con nhớ. Chùi chòa. Lúc đó tệ giác nó phát sanh. Thay vì mình tuệ giác, bây giờ là tệ giác nó phát sanh. Trí tệ thay vì trí tuệ. Mình nói hướng về khắp tất cả rồi, con nhớ gì hết. Nếu mà là người niệm Phật thì phải niệm giác, niệm tỉnh. Cho nhiều khi miệng niệm mà không có Phật, sao kêu niệm Phật được? Người niệm Phật, miệng niệm tên Phật, tâm phải tự Phật. Còn nếu nói đúng nghĩa của chữ niệm Phật là gì? Luôn luôn nhớ nghĩ sự giác ngộ, tỉnh thức, làm gì biết mình đang làm gì, lái xe biết lái xe. Cái người mà người ta lái xe mà người ta không có định tĩnh, ngồi biết liền mà quẹo quẹo khực. Mình ngồi hồi mình đó mình làm Bồ Tát thường lắc lư. Cái người mà lái xe bình tĩnh á, ta quẹo đậu xe nó cũng khác, ta thắng từ từ. Nhất là ở những cái xứ lạnh mùa đông á, trời nó trơn nó phải thắng từ từ, thắng gấp là xe nó quay. Cho nên lái xe ở xứ mùa đông phải biết cách.
Và khi đèn đỏ xong rồi đèn xanh nó nhả ra, phải để cho cái xe nó tự lăn bánh, rồi chừng đó có cái thế mình mới đạp ga. Chứ còn nếu mình gấp đạp một cái là xe nó quay liền. Tôi cũng ý như vậy, một tốc bất đạt, mình gấp gáp mình sẽ không làm được gì hết. Cho nên cái vấn đề ở đây là gì? Dục an tất an. Dục an tất an là gì? Nếu anh muốn an, anh sẽ an. Tri túc, tiện túc, liền biết đủ, liền sẽ đủ. Trí nhàn, liền sẽ nhàn. Còn đãi nhàn, hà thời nhàn. Chừng muốn đợi nó an, chừng nào nó an. Nho giáo mà ta còn dạy vậy. Trí nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn, liền nhàn. Đợi nó nhàn, chừng nào nó nhàn. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ. Đợi nó đủ, chừng nào nó đủ. Cuối cùng làm thêm câu nó đu đủ. Mới đu mới đủ chứ không ngồi yên sao đủ. Cho nên biết đủ là khỏi đu, cứ ngồi yên đủ. Còn mình không biết đủ, chuyện gì cũng đu theo, chuyện gì cũng đu theo thì cả đời không có đủ. Người biết an sống như ngào nằm dưới đất cũng yên. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người nhàn nằm dưới đất vẫn thấy an. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, nằm ở dưới đất, du di an lạc, vẫn thấy an lạc. Bất tri túc giả, người không biết đủ, nằm ở trên trời, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý, cũng không vừa ý của mình. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải chuyển tâm, chuyển cái nhìn, chuyển cái cách thấy, chuyển cái cách nói của mình để mọi thứ nó yên. Cho nên một pháp để yên là gì? Xem tất cả như là, như là tiếng Hán là như thị, như thị. Học tiếng Mỹ là this is it. What else you want? That's all you can have. When you can see, that's happiness. Where else you want to go? Mở mắt ra vẫn thấy hạnh phúc. Bước xuống cầu thang vẫn đi được hạnh phúc. Vô trong bồn tắm, tay còn khỏe, mở nước lên để rửa mặt hạnh phúc. Vừa đánh răng vừa hút sáo thật vẫn hạnh phúc, tại vì đánh răng giả. Vừa đánh răng vừa hỏi sáo hút sáo hút sáo. Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta có khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trước mặt mình. Hồi nãy trước khi ra đây, Phong Hòa có nói chuyện với một đạo hữu đang hụt hẫn, đang đau khổ lắm. Thì đạo hữu đó mới nói cho Phong Hòa nghe là chuyện gia đình. Thì Phong Hòa có nói như thế này: con của mình 11 tuổi, nó vẫn vui lòng cho mình chở nó đi học, cho mình đón nó về, hạnh phúc không? Trong khi đó có những đứa con 11 tuổi không cho cha mẹ chở đi học vì nó sợ mắc cỡ với bạn bè, không cho mình tới gần vì nó sợ người ta biết nó là baby. Khi nào mà con mình nó còn quấn quýt với chân mình là phải hạnh phúc. Thưa đại chúng, cái thời gian nó quấn quýt với mình và với cái thời gian nó xa rời mình đó, cái thời gian nó xa rời nhiều lắm. Từ 20, xin lỗi, có nhiều đứa 15 tuổi là bắt đầu nó rời mình từ từ đó. Đi học về đóng cửa phòng, thậm chí mình vô phòng đó mình dọn dẹp nó không cho. Bước vô phòng đó không gõ cửa nó đuổi ra, rồi nó lấy một tờ giấy nó dán please knock your door, no, knock my door.
Tại sao em biết? Tại vì quý vị bưng em về nhà mà. Thành thử Pháp Hòa mới nói khi mình nhìn lại con mình, nó vẫn còn có những cái dễ thương đó, phải hạnh phúc. 20 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi ăn với mẹ, dẫn mẹ đi chợ, chịu tò tò đi theo mẹ xách giỏ, đó là phước đó. Đó là phước đó, chứ không phải bình thường đâu. Vợ chồng già mà vẫn còn nắm tay được nhau là phước đó. Có nhiều khi ổng nóng ổng đi trước, đi chợ có hai người mà ổng đi nhanh lắm, đi trước rồi tưởng sao ổng ngồi trước đợi. Mình thư thả lắm, mình cứ chống gậy mà đi từ từ, đợi lát ổng thấy ổng ngồi đợi, đúng không? Có nhiều khi trong cuộc sống của mình đấy, ào vậy mà rốt cuộc ào ào được nhiêu cũng đi sao ta. Để mà kể chuyện cũng là cho quý vị nghe, bị hoài mà không bỏ. Mỗi lần mà đi vô trong security mà đi qua hải quan cái chỗ mà xét á, cái đầu nghĩ hai ba chỗ xét rồi, bây giờ mình lựa chỗ nào ít người á, mình vô cho nó lẹ. Mà lần nào lửa quẹo vô á cũng toàn là mấy người đi xe lăn không à, nó lâu còn hơn. Trời đất ơi, mỗi một lần vậy mình tự nói với mình, thấy không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vậy mà không bỏ. Thì quý vị mới thấy không, rồi nhiều khi á mấy cái ông mà ổng ngồi ở ngoài đầu cũng xét cái vé mà ổng xét một cái rồi mới cho mình vô trong á, cũng lửa. Có ông nào đỡ ngầu ngầu, lửa cho ông nào lẹ lẹ, lửa chứ vậy, lửa cho dữ, rốt cuộc trúng ngông đi đâu, trợn mắt khỏi đi đâu. Thành nữa nhiều khi á mình vô tình mình chụp đại cái nó khỏe, mình lửa cho dữ rốt cuộc nhầm trái thúi. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ làm sao để mình tránh được những cái trường hợp là depressed, là stress, là đau khổ được. Chúng ta hãy trở lại với mình, nhận diện những cái đó. Làm sao trở về đây? Nếu chúng ta mỗi chiều không có giờ tĩnh lặng, cho nên cái giờ mình tĩnh lặng đó, hồi nãy đó mà hướng dẫn đại chúng đó, quý vị đem cái công thức đó về mỗi tối quý vị ngồi, quý vị ngồi giùm em đi, rồi quý vị đỡ kiếm em à. Thì tại sao mà khi mình ngồi mình yên rồi đó, mình trở về được chứ, cái trạng thái mình thở vào tôi đang sống, thở ra tôi mỉm cười, thở vào ba hơi năm hơi đó đổi chữ, thở vào gia đình tôi đang hạnh phúc, thở ra gia đình tôi đang yên ấm, mình tưới tẩm những cái hạnh phúc đó, lát mình thấy hạnh phúc tràn ngập và những cái ý niệm tiêu cực nó tiêu đi. Nhưng mà đa số gặp mình cái là sao lúc này khỏe, ui khỏe gì chị ơi, bệnh hoạn tối ngày, chết đâu cũng chết cho rồi. Bắt đầu lên nha, lên vậy mà lên phần phật con chỉ mong làm sao đau dây chết giờ, thấy bà bạn con ngủ con đi luôn con mừng ghê, con ước chết như bả vậy đó. Chú tiểu nào mà chú cắt cớ chú cũng phải chạy ra sau lưng tượng Phật chú nói rồi về chuẩn bị lên đường liền. Nào con chưa có chuẩn bị. Rồi bây giờ nói tới nói lui rồi cuối cùng cái công thức hồi nãy vẫn qua trình bày với quý vị là những cách mình có thể làm, và cái công thức cuối cùng là phải thiền tịnh. Thiền tịnh không phải là tu hành gì hết, là một công thức tịnh tâm. Mà khi tâm tịnh thì mọi việc nó mới có thể sáng suốt giải quyết được, còn tâm loạn thì không giải quyết được gì hết. Quý vị là bất cứ mình là bất cứ đức tin nào, nếu mà chúng ta chịu khó ngồi yên để lắng tâm mà ngộ lắm, hễ cái tâm mà nó lắng là cái trí nó sáng. Bây giờ có một ví dụ, một ly nước đầy cặn
để im thì ly nước đó làm sao lắng, nó lắng xuống. Bữa nào quý vị uống apple juice, trái nước trái cây xay đó, nước trái táo xay đó, xay một cái trái táo lấy cái juice nó rồi quý vị để im lát bao nhiêu cái cặn táo lắng xuống, nó còn lại một ly nước táo trong veo. Anh cũng vậy, cái này cái tâm mà nó lắng thì tự nhiên cái này nó sáng, trí nó sáng. Cho nên cái thân mình mà nó yên, cái tâm mà là cái tâm mình nó tỉnh thì mình soi rọi rất là thực tế. Ví dụ như bây giờ đại chúng không nghe được cái tiếng đồng hồ, cái kim dây đó, nó nhảy đó, đâu có nghe tại vì có tiếng ồn. Bây giờ nếu mà trong cái hội trường này mà im phăng phắc hết tất cả mọi tiếng thì cái tiếng cái cây kim dây đó mình sẽ nghe tích tắc tích tắc. Hôm nào quý vị nhức đầu á, nhức hai bên cái màng tan mà mình nằm xuống vậy nè, nghiêng vậy nè, mình nghe từng cái đập, từng cái nhịp gân mà nó đập. Cho nên khi mà mình tỉnh tâm rồi nó sáng biết, nhưng mà không có cái gì mình bị nó bị lôi mình được hết. Tại vì sao? Mình biết cái nào theo và cái nào không, cho cái tâm mình không phan duyên. Mà tâm không phan duyên đó là gì? Không loạn tưởng, không loạn động. Mà tâm không loạn động thì nhận rõ tất cả mọi vấn đề, và từ đó mọi vấn đề được giải quyết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, khi người ta chế ra tất cả những cái máy móc, người ta đều có cái khi cho nó hết. Nhưng mà tại vì mình mở hộp mình không cẩn thận, mình mở tè le ra thì cái kim nhỏ xíu đó, cái móc nhỏ xíu nó mất đi, thì mình không có vặn cái chốt nó vô được. Bây giờ chịu khó mà kiếm lại hết từng cái thì mới kiếm ra được cái chìa khóa đó mà mình gắn vô tất cả. Cái gì ta cũng khó trơn á. Quý vị thấy cái iPhone không? Mình muốn đổi cái sim á, nó có một cái cây nhỏ xíu mà nhỏ quá kìa, châm vô thì cái nắp nó bật ra, mình mới đổi cái sim được. Mà bình thường mình nhìn nó mình biết không? Không hề biết có cái đó. Thậm chí bây giờ những cái screen của những cái desktop nó làm mỏng dánh, quý vị thấy cái nút nào đó, nhưng mà phía sau nó có những cái nút bật lên nó còn. Cho nên khi nào mình bình tĩnh thì mình sẽ thấy được tất cả cái đó. Mỗi ngày mình đều soi gương nhìn kiếm thì mỗi ngày mình phải soi tâm trở lại với chính mình. Mà người có trở về được chính mình, người đó lặng lẽ sáng biệt. Thôi thì hôm nay trong buổi chiều này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một vấn đề rất thực tế mà trong cuộc sống chúng ta đang mong cầu, đó là bình yên trong cuộc sống. Và sống là gì? Là phải hoạt động. Chữ hoạt là gì? Hoạt là sống, động là nhúc nhích, hoạt hoạt nó mới động. Cho nên mình phải có sinh hoạt thì mới có sống được. Sống mà không làm gì hết, tay chân không có cử động thì thân thể không khỏe. Cho nên người Mỹ ở đây họ tổ chức những cái bingo, kêu bingo. Mà kêu bingo cho mấy người già vô chơi không phải là tập cho họ nghiền bài bản đâu, tập cho người già động não. Ở đây nó bán những cái cuốn mà tìm chữ á, tìm chữ rồi ráp số làm toán á, họ bán trong mấy cái tiệm sách á. Pháp Hòa đi phi trường, Pháp Hòa thấy bà già ông già nào cũng có một cuốn hết á. Họ ngồi họ chờ phi trường, cái họ kiếm chữ, họ khoanh rồi họ kiếm số, họ áp vô, họ làm hay lắm. Tại sao vậy? Để hoạt động. Mà hoạt động như vậy thì cái não nó mới sinh hoạt.
Cho nên bây giờ là mình mở chút khi mình gõ computer, bây giờ mà cầm cái viết lên mà viết chừng nửa trang giấy là cái tay nó mỏi rồi, tại vì bây giờ cái gì nó cũng có cái computer nó gõ, và thậm chí bây giờ mình viết cái nốt cho ai cũng xem không à. Thành thử ra mình không còn sử dụng cái tay rồi, cái tay đã hết hoạt động rồi. Cho nên hoạt động là gì? Phải động này nó mới hoạt. Cái quạt máy mình ghim vô mà nó không có điện á là nó không có hoạt động. Cái quay nó không quay tại vì không có điện. Cho nên bình yên ai cũng muốn, nhưng chúng ta phải bắt đầu làm. Thứ nhất, trở về nhận diện những bình yên chúng ta đang có. Thứ hai, chúng ta phải thực tập những cái mà hồi nãy Phương Hòa chia sẻ với đại chúng, để mà chúng ta bình an trong cuộc sống của mình. Vì vậy cho nên bình yên là một sự thật, chứ không phải chỉ là một sự mong cầu. Mà nếu chúng ta mong cầu, chúng ta cầu nguyện để cho có, thì chính chúng ta phải làm cho cái lời Phật dạy nó trở thành hiện thực, thì sự bình an đó không phải tốt. Thể hiện sự nỗ lực của mình, cải đổi những quan hệ với nhau để có sự bình yên. Ví dụ như giờ mình với người kia hờn nát với nhau chỉ vì một chuyện rất nhỏ, thì bây giờ mình hãy cải thiện cái quan hệ đó để mà có bình yên trong nhà cửa đó. Con cái giận nhau là ai là người khổ nhất? Cha mẹ. Cho nên anh em mà giận nhau đó phải vì cha mẹ mà hòa hợp. Chứ đợi một khi mà cha mẹ mất rồi, mình đi tới dự đám tang mà quỳ dưới đó mà không người nào nhìn người nào hết, thì cái đám tang đó thật là tang đó, nó buồn còn hơn đám chết á. Tại vì chết thì cũng chết rồi, nhưng mà con cái giờ nó chết trong lòng, tim nó còn hoạt động với nhau nữa. Mà anh em ruột, chị em ruột mà không thương nhau thì sao mình nói được sự thương yêu người khác. Mong đại chúng, tất cả chúng ta luôn có sự bình yên, và chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để làm cho sự bình yên này nó có mặt và vững chãi với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống.